nay ấy, thì quỹ học bổng GS, với những bạn nào mà chưa biết về quỹ học bổng GS, là quỹ học bổng cho các sinh viên luật năm cuối, đã tồn tại được 10 năm nay và mỗi năm tuyển chọn khoảng độ 20 bạn ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, để quỹ cùng là tập hợp của nhiều công ty luật và các tổ chức để cùng chia sẻ và đào tạo các bạn trở thành những luật sư trong tương lai. Thì năm nay là quỹ bước vào năm thứ 11 và bắt đầu đợt tuyển sinh cho năm nay, và đã có rất nhiều bạn đã nộp đơn xin vào nhập quỹ. Thì các bạn đến với quỹ thì chúng tôi luôn trân trọng cái tình cảm đó và luôn coi các bạn như những người bạn của GS. Và cái cách chúng tôi bày tỏ sự tri ân của chúng tôi với các bạn, để các bạn để cảm ơn các bạn vì đã quan tâm đến quỹ, bằng cách là tặng các bạn một món quà. Và chúng tôi nghĩ rằng là với các luật sư thì có lẽ cái món quà quý giá nhất thì không phải là cái tài sản người khác, ngoài là cái kiến thức là cái tài sản vô giá nhất của tất cả các luật sư chúng ta, là những người gọi là professional. Chúng ta không có gì khác, đúng không, ngoài cái chất xám trí thức của chúng ta cả. Và chúng tôi quyết định là hàng năm chúng tôi sẽ cảm ơn các bạn đã bày tỏ nguyện vọng gia nhập cộng đồng GS bằng một cái buổi seminar rất là đặc biệt, như một món quà vừa tặng kiến thức cho các bạn và vừa cũng là để như một lời cảm ơn và chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn may mắn trong những cái đợt interview sắp tới của GS. Thì đó là cái lý do ra đời cái buổi seminar ngày hôm nay, và một lần nữa xin cảm ơn và chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình. Thứ hai là để cái món quà đó thì các bạn chúng tôi phải lựa chọn rất là kỹ lưỡng, phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Và hôm nay thì chúng tôi rất là vinh hạnh có hai diễn giả đầu ngành về một chủ đề cũng rất là nóng sốt. Công ước viên CISG là luật sư Nguyễn Trung Nam, chúng ta hay gọi là anh luật sư Tuân Như Nguyễn, và cô Nguyễn Minh Hằng. Thì đây là hai diễn giả hàng đầu của chúng ta về CISG. Và tôi nghĩ cách tôi giới thiệu họ tốt nhất là nói là ngoài cái việc họ là diễn giả đầu tiên, họ có rất nhiều điểm chung. Từ lần đầu tiên mà tôi được gặp cô Hằng và anh Tony ở trong mấy quán ăn trưa ở đối diện trường luật cách đây khoảng độ có đến chục năm rồi, không biết các anh chị hay không còn nhớ nữa. Tôi rất nhớ cái buổi họp rất là ấn tượng đấy. Và hai anh chị bày tỏ rất nhiều cái nguyện vọng về cái việc, hai việc, có lẽ ba việc tôi nhớ cái buổi ăn trưa đó. Việc thứ nhất là các anh chị bày rất quan tâm đến cái việc đào tạo các thế hệ trẻ. Đó là một cái điều chúng tôi trao đổi buổi ăn trưa hôm đó. Hai là các anh chị cũng rất muốn xây dựng cái ngành nghề pháp lý ở Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Điểm thứ ba là chúng tôi có bàn một chút về CISG. Thì sau 10 năm thì cái hai anh chị đó đã đạt được tất cả những cái điều các anh chị muốn. Các anh chị đã trở thành những người luật sư, những giảng viên đầu ngành. Cả anh Tony và chị và cô Nhi Hằng đều đào tạo ở trong nước và ngoài nước. Anh Tony thì đào tạo ở Anh, cô Nhi Hằng thì đào tạo ở Pháp, tiến sĩ ở Pháp. Hiện nay là trưởng khoa luật Đại học Ngoại thương. Anh Tony thì rất nhiều chức danh, thì là sáng lập của công ty luật EP Legal, trọng tài viên của Trung tâm Đặc quyền Việt Nam, hòa giải viên, vân vân. Và thứ hai là các anh chị cũng đã rất là thành công trong việc đào tạo thế hệ trẻ. Và thứ ba, tôi nghĩ điều rất là ấn tượng là các anh chị đã mang được CSG về Việt Nam đúng như nguyện vọng anh chị trao đổi với tôi ở bữa ăn trưa ngày hôm đó. Các anh chị đã lập ra cái nhóm CSG Việt Nam, và những người hôm nay gọi là khai phá. Và nó thực sự các anh chị là khi các anh chị lập ra trong đó, tôi cũng chưa mường tượng nó nhanh như thế. Sau một vài năm là Việt Nam đã gia nhập được CSG, sau bao nhiêu năm để bàn bạc nâng lên đặt xuống. Và tôi nghĩ đấy là một thành công rất là lớn. Thế thì các anh chị đã có một thành công là mang CSG về với Việt Nam, nhưng tôi nghĩ rằng họ đã làm việc của họ, nhưng mà thực sự biến cái CSG đấy thành một phần cuộc sống của chúng ta, của luật sư chúng ta, thì không phải trong tay của những người như là cô Hằng và anh Tony, mà lại trong tay của tất cả những người còn lại là chúng ta, là các luật sư, là các doanh nghiệp. Thì các nhà làm luật chỉ có thể tạo ra luật được thôi, nhưng mà để luật thực sự đi vào cuộc sống thì lại, các nhà làm luật thì cũng không thể tự làm được, mà phải chờ đợi cả những người luật sư, những người thực sự sử dụng pháp luật trong cuộc sống của họ. Thì hôm nay chúng tôi rất là may mắn được cô Minh Hằng, được luật sư Tuân Nguyễn, mặc dù là công việc rất là bận rộn, gia đình rất là bận rộn, vào 6 giờ tối chắc chắn là các anh chị còn vô vàn những việc khác ở cuộc sống phải làm, nhưng mà vẫn bỏ thời gian ra ngồi đây chia sẻ chúng ta, tôi nghĩ thực sự là rất là đáng trân trọng. Thay mặt quỹ GS và tất cả các cộng đồng tham dự, hiện nay có 150 người tham dự, tôi nghĩ còn rất nhiều người sẽ theo dõi
cái buổi ngày hôm nay sau này qua mạng. Xin cảm ơn cô Minh Hằng, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Xin một tràng pháo tay trên Zoom cho hai diễn giả của chúng ta. Vâng. Thế thì đến cái phần tiếp theo là một số những cái quy tắc cho buổi ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng là chúng ta bắt đầu vào phần của hai diễn giả, thì tôi mong các anh chị sẽ tắt micro của mình nếu như mình đã không phát biểu, hoặc là để video không thì tùy các anh chị, để tránh tiếng ồn. Tôi sẽ cố gắng, cũng sẽ với vai trò là moderator sẽ cố gắng giúp anh chị tắt micro nếu các anh chị tắt, nhưng mà nếu không làm được thì cũng nhờ các anh chị để ý dùng cho. Các anh chị muốn chia sẻ hay trao đổi gì thì gửi qua mục chat cho tôi, và tôi sẽ đặt câu hỏi cho các diễn giả thay anh chị. Các anh chị có muốn chia sẻ gì trực tiếp thì cũng nhắn với tôi và tôi sẽ unmute cho các anh chị để các anh chị chia sẻ với cả tất cả hội thảo ngày hôm nay. Vâng, chắc là tôi xin dừng lời ở đó để đi vào phần chính của chương trình ngày hôm nay. Tôi xin nhường lại micro cho cô Minh Hằng và anh Tô Như Nguyễn. Xin cảm ơn các anh chị. Xin rất cảm ơn anh Hợp đã có những lời có cánh giới thiệu về hai diễn giả. Thực ra lời đầu tiên chắc là em phải cảm ơn anh Hợp, bởi vì về mặt trước hết là anh Hợp cho mượn cái phòng Zoom của mình để tổ chức cái webinar này, và thứ hai là cũng nhờ gọi là sức hấp dẫn của anh Hợp mà mới thu hút được nhiều người tham dự như vậy để nghe về CISD, và cũng là cơ hội để em và Tony được nói về CISD. Thì thực sự là đúng như anh Hợp nói là để mà CISD thành một phần của cuộc sống thì chắc chắn là phải cần nhiều hơn nữa những cái sự nỗ lực của việc phổ biến về CISD, cũng như để hiểu đúng và áp dụng đúng CISD. Em sẽ trình bày trước một cái phần về hai cái nội dung đầu tiên về CISD, tức là câu hỏi đầu tiên là trường hợp nào, xác định trường hợp nào áp dụng CISD, và nếu đã xác định được đúng cái trường hợp áp dụng rồi thì sẽ cái nguyên tắc giải thích và áp dụng CISD như thế nào, một số cái nguyên tắc cơ bản, và sau đó thì Tony sẽ tiếp tục cái phần sau. Và chắc là trong quá trình mà trình bày mà có câu hỏi thì mà có liên quan đến phần trình bày thì anh Hợp cũng sẽ có thể trả lời luôn, hoặc là trả lời phần cuối là tùy anh Hợp ạ, tùy moderator. Và nói thật là khi mà nói về CISD thì em cũng nói như là nói về cái tình yêu thứ hai của em, của tôi, bởi vì là luận án của tôi thì làm về CISD. Và cũng như anh Hợp nói thì tôi cùng với cả luật sư Tony thì có được tham gia vào quá trình mà Việt Nam tham dự công ước này. Cho nên là chắc cũng nhờ moderator là nếu còn nói say sưa quá thì nhờ anh Hợp sẽ cắt đi, chứ không thì là cô Hằng và anh Nam mà nói về CSG nói cả ngày ạ. Cái phần trình bày của tôi thì tôi sẽ cố gắng trình bày trong vòng 20 phút với hai chủ đề này ạ. Trước khi đi vào, không biết mọi người có nhìn rõ không ạ? Cái slide không ạ? Có, mình nhìn tốt lắm. Cảm ơn cô Hằng. Vâng, em cảm ơn. Tôi có một số cái con số về liên quan đến CISD. CSG thì được ký tại Vienna vào năm 1980, và cái sự kiện này của chúng ta được tổ chức năm 2020, cũng là năm mà chúng ta kỷ niệm 40 năm công ước này được ký kết. Và năm nay thì cũng sẽ còn có rất nhiều những cái hoạt động tiếp theo để chào đón cái sự kiện này. Ví dụ vào cuối năm thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cái hội thảo cùng với UNCITRA liên quan đến CSG tại Việt Nam, và thông tin cũng sẽ được gửi đến các chị trong thời gian tới. Hội thảo dự kiến sẽ vào tháng 12. Ở đây UNCITRA, công ước này thì được soạn thảo bởi UNCITRA là Ủy ban của Liên Hợp Quốc về luật thương mại quốc tế,
và một số con số, đấy là hiện nay đã có 93 quốc gia thành viên, và công ước này điều chỉnh các giao dịch thương mại hàng hóa, điều chỉnh tới 80% các giao dịch thương mại hàng hóa trên thế giới. Và ngày 1/1/2017 là ngày công ước này có hiệu lực tại Việt Nam. Còn ở đây có cái cloud là cái case law on ancestral text, thì ở đây cũng sẽ là một cái nguồn dữ liệu rất là quan trọng mà chúng tôi để giải thích và áp dụng công ước mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong cái webinar ngày hôm nay. Thế thì liên quan đến cái phạm vi áp dụng của CSG thì tôi sẽ xin giới thiệu rất là nhanh thôi, có phạm vi áp dụng trực tiếp và theo điều 11A của công ước, và phạm vi áp dụng gián tiếp theo điều 11B của công ước, và cái vấn đề loạn trừ CSG. Đấy là ba vấn đề liên quan đến phạm vi áp dụng. Thế thì phạm vi áp dụng trực tiếp thì rất là đơn giản thôi ạ. Trong điều 11A của công ước này thì quy định là công ước được áp dụng đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên có địa điểm kinh doanh tại quốc gia khác nhau khi quốc gia này là quốc gia thành viên công ước. Như vậy nếu hợp đồng giữa doanh nghiệp Việt Nam chúng ta ký kết với các đối tác tại 92 quốc gia thành viên còn lại có trụ sở, có địa điểm kinh doanh tại 92 quốc gia thành viên còn lại thì sẽ được áp dụng công ước này. Và nếu chúng ta tính 10 đối tác thương mại lớn của Việt Nam thì 7 trên 10 đối tác thương mại lớn này của Việt Nam đều là các quốc gia thành viên. Ví dụ các anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây là bản đồ CISG. Và ở bản đồ này thì các nước đã là thành viên là các nước bôi màu xanh. Và các đối tác thương mại lớn của Việt Nam như là Hoa Kỳ, như là Trung Quốc, như là Hàn Quốc, Nhật Bản đều là các quốc gia thành viên rồi. Chỉ có hai Ấn Độ và ASEAN là hai cái đối tác thương mại rất là quan trọng của Việt Nam. Thì trong ASEAN mới chỉ có Singapore tham gia thôi, còn các quốc gia còn lại thì chưa tham gia. Như vậy hai cái phần đối tác rất là quan trọng của Việt Nam là Ấn Độ và các quốc gia ASEAN trừ Singapore thì chưa tham gia. Nhưng cũng điểm rất là mừng là các quốc gia ASEAN khác cũng đang nghiên cứu để tham gia công ước này, đặc biệt với cái sự vận động của ancestral khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thì hiện tôi biết thì Thái Lan, Malaysia, Indonesia và đều đang nghiên cứu để tham gia công ước. Ngoài ở ASEAN thì có Lào cũng đã tham gia công ước này ạ. Ngay sau khi Việt Nam chúng ta tham gia thì Lào cũng đã tham gia luôn ạ. Và như vậy chúng tôi tính toán khoảng 65 đến 70% thương mại hàng hóa của Việt Nam được điều chỉnh bởi công ước này. Đấy là phạm vi áp dụng trực tiếp, phạm vi áp dụng gián tiếp. Xin lỗi các anh chị, theo điều 1.1b thì cái nội dung của điều 1.1b các anh chị có thể đọc trên slide ạ. Ở đây tôi nhấn mạnh cái mục đích của điều 1.1b đấy là áp dụng cho cái trường hợp mà một bên là doanh nghiệp thuộc quốc gia thành viên, ví dụ như Việt Nam, và một bên là doanh nghiệp có trụ sở không thuộc các quốc gia thành viên, ví dụ như là Thái Lan chẳng hạn. Thế thì trường hợp này sẽ áp dụng khi nào? Thế thì ở đây tôi sẽ đi vào ví dụ luôn. Ví dụ doanh nghiệp Việt Nam chúng ta ký hợp đồng xuất khẩu quặng sang Thái Lan chẳng hạn, mà hợp đồng không quy định về luật áp dụng. Thế thì khi có tranh chấp xảy ra mà tòa án Việt Nam áp dụng cái quy phạm xung đột của Việt Nam, quy phạm trong phần thứ 5 của Bộ Luật Dân Sự, mà quy phạm này dẫn chiếu đến luật Việt Nam, ví dụ ở đây là luật nước người bán, tức là nước người xuất khẩu, là luật được coi là gần gũi, có mối quan hệ gần gũi nhất với hợp đồng. Thì khi mà theo cái điều 1.1b, khi mà cái quy phạm xung đột dẫn chiếu đến luật Việt Nam thì CISG sẽ được áp dụng. Thì đây là một cái quy định để giúp mở rộng cái phạm vi áp dụng của CISG. Thế thì ở đây các anh chị sẽ, hoặc là ví dụ thứ hai của tôi là một doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu dược phẩm từ Ấn Độ chẳng hạn, Ấn Độ cũng chưa phải là quốc gia thành viên. Tuy nhiên nếu trong hợp đồng hai bên thỏa thuận là áp dụng ở luật Việt Nam thì công ước CSG cũng được áp dụng. Thì các anh chị sẽ đặt ra câu hỏi là ôi thế thì áp dụng nhiều trường hợp quá, chúng tôi chưa tìm hiểu, chúng tôi không muốn áp dụng thì sao? Thì công ước viên tôn trọng quyền tự do thỏa thuận của các bên cũng như pháp luật Việt Nam cũng như vậy. Và
Vì vậy, công ước viên cho phép loại trừ việc áp dụng công ước này. Thì các bên có thể thỏa thuận loại trừ công ước này theo điều 6 của CISG. Thế thì ở đây chúng tôi cũng liệt kê một số cái trường hợp loại trừ công ước. Thế thì ví dụ nếu các bên muốn loại trừ công ước thì các bên phải thỏa thuận rõ trong hợp đồng về việc CISG sẽ không được áp dụng. Trong thực tiễn áp dụng công ước trong cái án lệ của công ước thì cũng có một số trường hợp loại trừ ngầm hiểu được được công nhận. Đó là trường hợp các bên trong hợp đồng thỏa thuận lựa chọn luật của quốc gia không phải là thành viên CISG, hay là các bên trong hợp đồng thỏa thuận lựa chọn áp dụng một văn bản luật cụ thể trong hệ thống luật pháp luật nội địa của quốc gia thành viên. Ví dụ như là trong các hợp đồng mua bán hàng quốc tế, thỏa thuận áp dụng UCC chẳng hạn, là Bộ Luật Thương mại Thống nhất Hoa Kỳ, thì cái thỏa thuận này cũng sẽ được coi là loại trừ CISG, mặc dù Hoa Kỳ là quốc gia thành viên của công ước. Thế thì ở đây tôi cũng nêu ra hai cái ví dụ của một trường hợp loại trừ CISG trong hợp đồng. Đấy, thì người ta ghi rất rõ là The United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods shall not apply, tức là cái loại trừ nó phải rất là rõ ràng như vậy. Còn các trường hợp mà các bên, hoặc là trong trường hợp này cũng vậy, phải nêu rất là rõ the following shall not apply to this contract, thì đấy là trường hợp loại trừ được công nhận. Thế thì trong quá trình mà từ khi công ước có hiệu lực đến nay, từ ngày 1/1/2017 đến nay, thì chúng tôi nhận được một số câu hỏi liên quan đến cái phạm vi áp dụng CSG. Câu hỏi thường các luật sư và các doanh nghiệp đặt ra cho chúng tôi đó là nếu như hợp đồng giữa một doanh nghiệp Việt Nam và đối tác trong đó có điều khoản luật điều chỉnh quy định áp dụng luật Việt Nam, thì chúng tôi có áp dụng luật nào, áp dụng luật Việt Nam hay là áp dụng CSG? Thế thì chúng tôi muốn áp dụng luật Việt Nam thì chúng tôi chưa hiểu CSG thì có được hay không? Thế thì điều chúng tôi trả lời rằng là nếu cái thỏa thuận trong hợp đồng là áp dụng luật Việt Nam này này, thì không mặc nhiên được coi là một sự loại trừ áp dụng công ước. Và vì vậy, nếu như các bên mà thỏa thuận áp dụng luật Việt Nam, thì theo quy định về phạm vi áp dụng như tôi vừa giới thiệu các anh chị ấy, vì CSG đã trở thành một phần của pháp luật Việt Nam vì chúng ta là thành viên rồi ạ, cho nên chúng ta sẽ phải áp dụng CSG ạ. Thì đấy là cái câu hỏi cho câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Tương tự như vậy là trong hợp đồng giữa doanh nghiệp Việt Nam và công ty Singapore lại có điều khoản luật điều chỉnh áp dụng luật Singapore, vì các anh chị cũng biết là rất nhiều trường hợp hợp đồng ngoại, tức là đồng mua bán của chúng tôi thực tiễn là cũng thấy là rất nhiều trường hợp hợp đồng dẫn chiếu với luật Singapore. Vậy thì trong trường hợp này sẽ áp dụng luật nào, luật Singapore hay là CSG, khi mà doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Singapore đều là hai quốc gia thành viên của CISG? Thế thì một lần nữa chúng tôi lại khẳng định rằng là cái việc thỏa thuận áp dụng luật của Singapore không mặc nhiên là một sự loại trừ công ước. Và vì Singapore cũng là một quốc gia thành viên, và hai bên Việt Nam và Singapore đều là quốc gia thành viên rồi, cho nên trong trường hợp này cũng áp dụng luật Singapore. Tất nhiên ở đây trừ trường hợp các bên, hai bên đều thống nhất rằng hai bên đã làm ăn với nhau rất nhiều năm rồi, 5 năm rồi, 10 năm rồi, chẳng ai biết đến CISG, cho nên chúng tôi đều thống nhất rằng khi chúng tôi quy định trong hợp đồng là luật Việt Nam hay luật Singapore thì điều đấy có nghĩa là loại trừ công ước. Thì trong trường hợp đấy, khi mà giải quyết tranh chấp thì tòa án hay trọng tài sẽ dựa theo cái ý chí của các bên. Nếu các bên thực sự ý chí thực của các bên là như vậy thì trọng tài hay là tòa án thì sẽ áp dụng cái luật theo ý chí thực của các bên. Câu hỏi thứ ba mà chúng tôi nhận được đấy là CSG có áp dụng cho Đài Loan và Hồng Kông hay không? Xin tăng một chút được không ạ? Tại vì có một câu hỏi liên quan luôn đến Singapore, thì có lẽ xin nên đặt cho cô Hằng luôn cái điểm đấy được không, trước khi cô Hằng đang đi tiếp vào Đài Loan, Hồng Kông được không ạ? Có một câu hỏi của bạn Long Nguyễn là nếu một bên Việt Nam ký hợp đồng mua bán với một doanh nghiệp thuộc CSG, ví dụ Singapore chẳng hạn, và áp dụng luật nội địa của nước đó, mà luật nội địa của họ lại không ưu tiên áp dụng CSG, thì CSG có được áp dụng không ạ?
Tôi đoán câu hỏi của bạn Long chắc là ký một hợp đồng, một bên Việt Nam ký hợp đồng Singapore và trong hợp đồng ghi là luật điều chỉnh hợp đồng này là luật Singapore. Vẻn vẹn chỉ có như vậy thôi. Thì trong trường hợp đó thì cái vai trò của SCISG nó như thế nào? Thì liệu bạn có thể... Vâng, rất cảm ơn câu hỏi của bạn bạn Long. Thực ra câu hỏi này tôi cũng đã đặt câu hỏi này cho giáo sư Gary Bond, là một chuyên gia về CSG ở Đại học NUS của Singapore, khi mà ông sang Việt Nam giảng dạy cho các thẩm phán của Việt Nam. Gary Bell. Gary Bell. Gary Bond là khác. Đúng rồi, Gary Bell, cảm ơn Nam. Thì giáo sư cũng đã khẳng định rằng là trong trường hợp này CISG vẫn được áp dụng, vì cái thỏa thuận lựa chọn luật Singapore không phải là một thỏa thuận loại trừ công ước. Đó. Tuy nhiên các anh chị chỉ lưu ý một cái điểm như này, là Singapore có bảo lưu cái điều 1.1b, có thực hiện bảo lưu điều 1.1b của CISG. Và vì vậy nếu như trong trường hợp mà một doanh nghiệp Việt Nam lại ký hợp đồng với một doanh nghiệp Thái Lan chẳng hạn, mà trong hợp đồng đấy lại quy định áp dụng luật Singapore, thì theo điều 1.1b thì nội luật của Singapore sẽ áp dụng chứ không phải là CISG. Thì cái này là theo cái bảo lưu theo điều 95 của CISG. Thế còn nếu trong trường hợp đã doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Singapore, hai anh đều là thành viên rồi, thì áp dụng điều 11A thì sẽ áp dụng CISG ạ. Vâng, cảm ơn Hoàng ạ. Vâng, xin phép được tiếp tục với câu hỏi thứ ba, là CISG có áp dụng cho Đài Loan và Hồng Kông, là hai đối tác cũng khá là lớn của Việt Nam. Thế thì thực ra chúng tôi nghiên cứu án lệ của CISG, chúng tôi thấy rằng là án lệ về vấn đề này chưa thống nhất. Đặc biệt là khi chính các cơ quan giải quyết tranh chấp tại Đài Loan và Hồng Kông thì cho rằng là Đài Loan và Hồng Kông không phải là quốc gia thành viên của CISG. Tuy nhiên là các án lệ gần đây, đặc biệt là các án lệ của CETAC, tức là trung tâm trọng tài của Trung Quốc, và các án lệ của tòa án Trung Quốc hiện nay thì theo hướng khá là thống nhất, tức là coi Đài Loan và Hồng Kông là vùng lãnh thổ của Trung Quốc, và vì Trung Quốc làm thành viên của CISG cho nên là các doanh nghiệp trên các lãnh thổ này đều là áp dụng CISG. Thì cái xu hướng cái án lệ này ngày càng được công nhận, và chút nữa tôi sẽ trình bày ngay dưới đây thì cái án lệ, để cho các anh chị hiểu xem các án lệ thì có vai trò như thế nào trong việc chúng ta áp dụng CISG. Đấy là cái phần thứ hai, là nguyên tắc diễn giải và áp dụng CISG. Thì trong phần này, xin lỗi Quang, trước khi Quang sang cái slide tiếp theo là có một câu hỏi của thầy Lý, của anh Lý đây, là nhờ Quang giải thích thêm cái việc Quang nói là CISG trở thành luật trong nước của các nước thành viên, cụ thể nghĩa là như thế nào và nó được diễn ra như làm sao? Vâng. Nếu mà chúng ta nói đến là theo cái luật, các quy định của luật Việt Nam như là luật điều ước quốc tế hay là luật thương mại hay bộ luật dân sự, thì đều có quy định rằng là chúng ta khi mà tham gia vào điều ước quốc tế thì phải áp dụng cái điều ước quốc tế đó, đúng không ạ? Và ngay cả trong bộ luật dân sự phần thứ 5 điều 665 về áp dụng điều ước quốc tế thì cũng đã quy định rất là rõ cái điều này. Và đấy là theo cách tiếp cận của luật Việt Nam, thì chúng ta cũng khẳng định rằng là khi chúng ta đã tham gia một công ước thì chúng ta phải tuân thủ theo những cái quy định về phạm vi áp dụng của công ước đó, tức là ví dụ ở đây chúng ta đang nói đến điều 1 của công ước, đúng không ạ? Thì đấy là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là theo các án lệ của CISG thì cách tiếp cận chung trong án lệ của CISG đó là khi mà liên quan đến cái điều 1.1a hay 1.1b ấy, đó là khi một thỏa thuận luật áp dụng là luật của Việt Nam hay luật của Singapore, và CISG thì là một cái điều ước về thống nhất luật thực chất, và vì vậy là CISG sẽ trở thành một phần của pháp luật quốc gia đó, điều chỉnh cái hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của cái quốc gia đó, vì quốc gia đó đã tham gia công ước này.
và phải tôn trọng các quy định trong trong công ước này theo nguyên tắc của cái luật điều ước quốc tế. Đó. Thì không biết là đã trả lời được câu hỏi của anh Lý chưa ạ? Không biết Tony có bổ sung gì nữa không ạ? Chắc là mình chắc là chỉ thêm nói rõ thêm một tí cho chỗ Hằng là cái này rất nhiều người họ hay đem so sánh với cả luật Việt Nam. Ví dụ như bây giờ tôi có luật thương mại rồi, tôi có bộ luật dân sự rồi, tại sao tôi lại dùng CSG nữa? Thì thực tế là cái ý nghĩa của việc là mang cái CSG trở thành một cái phần luật của Việt Nam có nghĩa là đối với các cái mua bán hàng hóa nội địa thì chúng ta vẫn dùng các cái luật nội địa như là luật thương mại hay là bộ luật dân sự. Thế nhưng mà khi chúng ta tiếp cận với các cái vấn đề mua bán hàng hóa quốc tế thì chúng ta sẽ phải áp dụng CSG trước khi mà chúng ta áp dụng đến các cái nguồn luật tiếp theo. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái việc là phải tuân thủ cái luật pháp và điều ước quốc tế. Cảm ơn anh. Vâng, nếu như mà các anh chị chưa có thêm câu hỏi nào khác thì tôi xin phép được sang cái phần thứ hai là nguyên tắc diễn giải và áp dụng CSG. Thì như em quá giờ rồi đúng không anh Hợp? Sao không quá, tiếp tục theo. Theo tôi sẽ xin giải thích một số cái chỗ mà bôi đỏ, ví dụ như tính chất quốc tế của công ước hay là áp dụng thống nhất công ước và cái điều 7.2 tức là nguyên tắc lấp chỗ trống hay còn gọi là gap filling trong công ước. Thế thì làm thế nào để đảm bảo áp dụng thống nhất công ước? Trong cái quá trình mà áp dụng CISG cho các hợp đồng cũng như để giải quyết tranh chấp ấy, thì các cơ quan giải quyết tranh chấp, trọng tài toán, luật sư doanh nghiệp để mà đảm bảo cái tính chất, đảm bảo cái tính thống nhất này thì nên tham khảo một số cái gạch đầu dòng mà chúng tôi nêu ở đây. Ví dụ như là có cái ghi chú của ban thư ký Ancitre ngay đính kèm với cả công ước, hay là cái lịch sử soạn thảo công ước để chúng ta xem là cái điều khoản này vì sao nó ra đời. Cái này trong tiếng Pháp gọi là travaux préparatoires, thì cái này cực kỳ quan trọng. Ví dụ tại sao điều 14 quy định như vậy, điều 55 lại quy định như vậy, các bên đoàn Nga đã có ý kiến như thế nào về điều này, đoàn Pháp đã quy định có ý kiến như nào, đoàn Hoa Kỳ như nào, và cuối cùng đã compromise như thế nào. Thì cái này nó rất là tốt để chúng ta hiểu được vì sao cái điều khoản này nó được hình thành. Thì với cá nhân chúng tôi, những cái người nghiên cứu và áp dụng luật, chúng tôi thấy rằng cái này rất là có ý nghĩa, rất là tốt. Tiếp theo là các án lệ của CSG. Thế thì các án lệ ở đây chúng tôi trong slide chúng tôi đã nêu rồi, thì nó có một số cái án lệ. Đây là Case Law on Ancitral Text, đây là nguồn chính thức được nêu trong cái cơ sở dữ liệu của Ancitral, và hai cái cơ sở dữ liệu về quốc tế liên quan đến CIC là Pace University và Unilex. Thì chút nữa chắc là nhờ Tony giới thiệu thêm cơ sở dữ liệu ở Việt Nam. Ngoài ra có các bình luận của các học giả, tức là trong chúng tôi gọi là doctrine. Thì ở đây chúng tôi giới thiệu một cái cuốn mà cũng được tham khảo rất là nhiều của giáo sư Slechtrim và Swenzer về bình luận về các điều khoản công ước. Và đặc biệt cuối cùng thì đó là các ý kiến của hội đồng cố vấn CISG. Thế thì đây là cái tài liệu mà chúng tôi cho rằng quan trọng nhất trong việc là tham khảo để định hướng cái việc áp dụng công ước. Thế thì cái hội đồng này toàn là những cái chuyên gia, không phải là cơ quan chính phủ mà là những chuyên gia về CISG, và họ say sưa về CISG. Họ muốn thúc đẩy cái việc áp dụng thống nhất CSG cũng như là cái lợi ích của công ước này. Và họ tập hợp cho đến thời điểm hiện tại là 20 ý kiến pháp lý. Và 20 ý kiến pháp lý nó sẽ tập trung vào những cái vấn đề mà trong cái việc áp dụng còn nhiều tranh cãi. Và cái này tôi cứ tưởng tượng giống như là hội đồng thẩm phán của chúng ta, khi mà tập hợp và xét xử ở dưới mà có những cái đường hướng xét xử khác nhau, thì hội đồng thẩm phán sẽ nghiên cứu để đưa ra những cái nghị quyết của hội đồng thẩm phán. Thì ở đây tất nhiên đây không phải là các thẩm phán, đây không phải của các quốc gia, nhưng các chuyên gia này mà ai nghiên cứu về CSG nói đến thì đều biết cả. Và hiện nay có xu hướng ngày càng nhiều người ta trích các tòa án, các thẩm phán, các trọng tài viên trích dẫn các ý kiến của hội đồng cố vấn CSG này. Và đây là cái điểm rất là đặc biệt của CSG. Lúc nãy khi mà tôi trao đổi về cái việc mà Việt Nam tham gia CSG, thì đấy là cái công ước
quốc tế đầu tiên chúng ta tham gia theo cơ chế bottom up, tức là chính phủ Việt Nam đầu tiên chẳng quan tâm đến công ước này cả. Nhưng mà chính phủ Việt Nam đã quyết định tham gia bởi vì đấy là cộng đồng doanh nghiệp VCCI đã làm nghiên cứu đệ trình lên chính phủ, các trường đại học đã làm nghiên cứu đệ trình lên chính phủ, trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam đã làm nghiên cứu đệ trình lên chính phủ, và chính phủ gia nhập từ những cái vận động từ từ dưới lên. Và về cái diễn giải công ước cũng vậy, chúng ta cũng có cái gọi là bottom up interpretation, tức là cái diễn giải này nó được xây dựng từ cái thực tiễn áp dụng công ước và các ý kiến của hội đồng cố vấn, tức là của các chuyên gia này, trở thành những cái ý kiến, những cái sợi chỉ xuyên suốt để mà kết nối cái đường hướng xét xử làm sao cho nó thống nhất, để áp dụng công ước một cách thống nhất. Thì đây là cái điểm rất là đặc biệt của CIS trong cái việc áp dụng CSG. Và mặc dù có chỉ có 101 điều khoản thôi, nhưng mà thông qua những ý kiến hội đồng cố vấn này thì công ước này thông qua quá trình áp dụng nó được tự bồi đắp, nó được tự làm đầy. Thế thì cái tự bồi đắp, tự làm đầy đấy chính là cái gap filling, chút nữa tôi sẽ trình bày. Ở đây còn có một cái nguyên tắc nữa là nguyên tắc đảm bảo tính quốc tế. Thì tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản như này, là ví dụ như là cái việc hủy hợp đồng trong một cái hợp đồng trong nước, hay là việc khiếu nại đối với hợp đồng trong nước, nó sẽ, cái bối cảnh của nó sẽ khác đối với hợp đồng quốc tế. Tại sao như vậy? Ví dụ như là cái khiếu nại trong 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 pháp luật Việt Nam chúng ta quy định là 30 ngày, 60 ngày, chúng ta thấy là có vẻ là cũng khá là ngắn, nhưng trên thực tế cái việc diễn giải cái thời hạn khiếu nại khi mà sau khi nhận hàng trong tranh chấp quốc tế nó còn ngắn hơn cả tranh chấp trong nước. Điều đấy cho thấy là cái nhu cầu của cái việc trong cái hoạt động giao gọi là thực hiện hợp đồng mua bán hàng quốc tế, các thương nhân người ta cần hành động nhanh hơn, người ta cần thu thập chứng cứ rất nhanh, và người ta cần có những biên bản rất là tại chỗ để mà chứng nhận rằng hàng hóa đã vi phạm hợp đồng, đã không phù hợp với hợp đồng, vân vân. Chứ 30 ngày, 60 ngày dường như là quá dài. Như vậy các anh chị thấy rằng interpret một cái công ước trong một cái bối cảnh, những cái thực tiễn quốc tế nó sẽ khác đối với trong nước. Hoặc là các anh chị sẽ thấy là cái yêu cầu để hủy hợp đồng đối với cái hợp đồng trong nước quốc tế nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn nhiều. Bởi vì cái hủy hợp đồng trong thương mại quốc tế nó dẫn tới rất nhiều hậu quả. Hàng đến Việt Nam rồi bây giờ phải tái xuất lại, phải trả lại hàng. Và thưa các anh chị là trả lại hàng trong thương mại quốc tế nó không đơn giản, không phải các anh chị muốn gửi đi là được, đúng không ạ? Nó kéo theo rất là nhiều hệ lụy. Và vì vậy interpret trong cái hủy hợp đồng trong cái bối cảnh quốc tế, tí nữa anh Tony sẽ trình bày, nó sẽ khác hơn với đối bối cảnh trong nước. Và với nguyên tắc này thì chúng tôi chỉ có một chia sẻ, đấy là tránh sử dụng luật quốc gia để diễn giải và áp dụng CSG. Đơn cử COVID, bây giờ chúng ta có khái niệm bất khả kháng. Thì vậy các anh chị đã thấy trong cái thời kỳ bất COVID này là cái khái niệm bất khả kháng hiểu theo pháp luật các nước không giống nhau. Và CSG thì họ có cách tiếp cận khác, ở chỗ là cái ngay cả cái từ, người ta cũng không dùng từ force majeure, người ta dùng một thuật ngữ trung lập là impediment, và người ta đưa ra cái khái niệm riêng của người ta. Và các anh chị phải sử dụng đúng cái khái niệm đấy cũng như định nghĩa đấy trong điều 79 CSG, chứ đừng lấy khái niệm bất khả kháng trong luật Việt Nam để áp vào. Thì ở đây trong slide chúng tôi cung cấp hai cái ví dụ của tòa Hoa Kỳ và của tòa Đức. Họ đã lấy cái khái niệm bất khả kháng trong trong UCC, họ lấy cái khái niệm của trong luật Đức để mà áp dụng vào, và vì vậy là họ đã đưa ra những cái phán quyết dựa vào luật, đưa ra những cái diễn giải nó chưa phù hợp với cái tính quốc tế trong của CISG. Thì cái chi tiết thì tôi đã trình bày ở trong này. Ví dụ như Đức thì quy định là người mua phải kiểm tra ngay lập tức, và vì vậy là tòa án Đức đã có những phán quyết là cho rằng là 3 ngày kiểm tra hàng hóa cũng đã là muộn, vì họ đã áp dụng luật quốc gia để interpret, đúng không ạ? Thế thì nguyên tắc lấp chỗ trống thì ở đây tôi muốn tại sao lại phải lấp chỗ trống? Bởi vì là CSG thì còn nhiều vấn đề để ngỏ, 101 điều khoản chưa cover được tất cả các vấn đề. Ví dụ như vấn đề phạt vi phạm, ví dụ vấn đề lãi suất. Thế thì theo điều 7.2 của CSG thì có hai cái bước để lấp chỗ trống. Thứ nhất là áp dụng các nguyên tắc chung được thừa nhận rộng rãi trong pháp luật hợp đồng thương mại quốc tế. Thực ra interpret cái này nó là cái gì?
đâu là những nguyên tắc chung được thừa nhận. Thì trên thực tế, xu hướng hiện nay mà chúng tôi thấy, quan sát thấy, đó là các tòa án, các trọng tài áp dụng bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế rất thường xuyên, hay là các tập quán thương mại quốc tế như Incoterms, để bổ sung được cho những cái như là những cái nguyên tắc chung được thừa nhận và để bổ sung cho thiếu sót của CIC. Và bước thứ hai là nếu như các đối những vấn đề mà các nguyên tắc chung được thừa nhận, các tập quán thương mại quốc tế rộng rãi được thừa nhận mà cũng không quy định về vấn đề đó thì sẽ áp dụng luật quốc gia. Thế thì ở đây tôi cũng đã có một cái case ở VIAC tại Thành phố Hồ Chí Minh, là case đã hội đồng trọng tài đã áp dụng rất là tốt cái nguyên tắc này để bổ sung chỗ thiếu sót của CSG. Tôi lấy ví dụ như là điều 78 của CSG thì quy định rằng nếu một bên không trả bên kia một khoản tiền thì được đòi lãi suất, nhưng lại không quy định lãi suất nào, lãi suất nước nào, đúng không ạ? Thì ở trong vụ việc này thì nguyên đơn yêu cầu lãi suất 10%, và hội đồng trọng tài đã áp dụng điều 7.4.9 của khoản 2 của PICC năm 2016, tức là version mới nhất đấy, để xác định và áp dụng lãi suất là 5%. Và đây là lãi suất ngắn hạn, vân vân của ở Mỹ, đây là cái quốc gia của đồng tiền thanh toán ạ. Và cũng trong tranh chấp này thì hội đồng trọng tài cũng đã áp dụng điều 7.4.13 của PICC năm 2016 để bù đắp cho cái thiếu sót của công ước viên về vấn đề phạt và LD. Bởi vì trong hợp đồng hai bên có thỏa thuận rằng là bồi thường khoản phí luật sư là 5.000 đô, chi phí tư vấn pháp lý là 10.000 đô. Tuy nhiên là hội đồng trọng tài đã chỉ chấp nhận một phần cái yêu cầu bồi thường này mà thôi. Thế thì ở đây tôi cũng có thêm một số slide về điều khoản phạt và cách lấp chỗ trống, nhưng mà chắc tôi xin phép bỏ qua vì đã hết giờ rồi ạ. Và tôi rất mong nhận được các ý kiến cũng như là các câu hỏi của quý vị, và nếu trong webinar này còn thời gian thì chúng ta sẽ thảo luận ở phần sau ạ. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn cô Hoàng rất nhiều. Chắc là muốn nghe cô Hoàng trình bày thì chắc là muốn nghe nữa, nhưng mà tôi chắc là cũng vì cái khung thời gian quá hạn, chắc để chuyển sang phần của anh Tony, và cần thiết mình sẽ quay lại phần của cô Hoàng sau. Nhưng trước khi chuyển sang phần của anh Tony thì có một câu hỏi, có hai câu hỏi cho cô Hoàng. Câu hỏi thứ nhất là có một khán giả hỏi là: cho tôi hỏi hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước thì có thể chọn CISG là luật áp dụng được không ạ? Tôi đoán câu hỏi này rất phát từ cái khía cạnh là đã là hợp đồng trong nước thì thông thường chỉ có luật Việt Nam áp dụng, luật nội địa áp dụng, và ra một hội đồng trọng tài chẳng hạn ở VIC thì còn biết trọng tài thương mại thì chỉ áp dụng luật Việt Nam mà thôi. Thì không hiểu trong cái khung cảnh đó thì có chỗ nào cho sân chơi nào cho CSG hay không? Thưa cô Hằng. Theo quan điểm của tôi, cái này Tommy có thể bổ sung thêm, thì cái phạm vi áp dụng của công ước này nói rất là rõ là áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Thế thì ở đây chắc là câu hỏi của các bạn ở đây là các bên trong một cái hợp đồng nội có quyền thỏa thuận một cái nguồn luật là ngoại hay không, đúng không ạ? CSG là luật áp dụng hay không? Thì trước hết là theo công ước này là theo quy định của luật Việt Nam có cho phép áp dụng một cái điều ước quốc tế, một cái nguồn luật có yếu tố quốc tế trong một cái hợp đồng nội hay không, thì theo quan điểm của tôi là các bên chỉ có quyền được lựa chọn luật nếu hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Cái này được quy định rất là rõ trong Bộ Luật Dân sự phần thứ 5 của chúng ta. Cho nên là công ước này cũng được coi là cái nguồn luật áp dụng cho cái hợp đồng có yếu tố nước ngoài thôi. Và vì vậy, theo quan điểm của tôi thì hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành không cho phép. Tuy nhiên tôi cũng mở ngoặc là ở nhiều quốc gia thì không có cái hạn chế, có thể có không có hạn chế này, đúng không ạ? Thì người ta vẫn có quyền thỏa thuận nếu người ta thấy là nó phù hợp với cái điều chỉnh cái hợp đồng của họ, mặc dù nó không có yếu tố nước ngoài gì cả. Thì đấy là câu trả lời của tôi. Không biết là Tony có bổ sung gì không ạ? Cái này thì chắc tôi xin phép đóng góp thêm từ góc độ luật Anh, bởi vì tôi cũng có một tí dòng máu luật Anh trong người, là nếu các bạn mà đặt cái câu hỏi này trong bối cảnh của Anh thì nó chả cấm gì cả. Nó rất là tự do, nên là cái mức độ tự do nó tùy vào thuộc cái hệ thống pháp luật từng quốc gia. Và ngoài ra thì nếu nói về việc là chúng ta với cách là các bên chúng ta muốn lựa chọn CSG
thay vì là cái luật quốc gia của chúng ta thì thực tế là cái CSG nó được thiết kế để cho cái hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, cho nên chắc chắn nếu mà chúng ta muốn áp dụng nó mà cho cái hoạt động trong nước thì nó sẽ có thể có một số các cái yếu tố mà các anh chị có thể sẽ phải điều chỉnh để cho nó phù hợp với lại cái bối cảnh của cái trong nước của mình. Cảm ơn anh Tony. Còn thực sự có hai câu hỏi này, có lẽ mình xử lý luôn trước khi chuyển sang phần anh Tony cho nó cho gọn. Câu hỏi thứ nhất là quay về slide 20, chắc là nhờ cô Hằng quay về slide 20, và câu hỏi là tại sao lại áp dụng PICC trước mà không áp dụng luôn luật trong nước? Thế thì trong cái án lệ này ấy, thì trước hết là tôi quay lại cái cách lấp chỗ trống. Thì các anh chị thấy là theo 7.1 thì có hai bước. Bước thứ nhất là áp dụng các nguyên tắc chung được thừa nhận rộng rãi, và bước thứ hai là mới đến luật quốc gia. Và trong cái phán quyết này thì hội đồng trọng tài đã nêu rất là rõ cái nguồn luật bổ sung cho CSG là gì. Đối với vấn đề CSG không điều chỉnh thì đầu tiên là hội đồng trọng tài quyết định là áp dụng PICC. Tại sao như vậy? Vì PICC nó là cái nguồn luật mà cũng có tính chất quốc tế như CSG, và trên thực tế là PICC được xây dựng trên nền tảng của CISG với sự phát triển các nguyên tắc của CISG. Và trong phán quyết đó cũng nói rằng chỉ những vấn đề mà PICC không điều chỉnh thì mới áp dụng luật Việt Nam. Đấy, thì như vậy chúng tôi thấy rằng là hội đồng trọng tài đã tuân thủ đúng hai cái bước này. Và vì vậy đối với hai vấn đề này thì đều đã áp dụng PICC, bởi vì PICC có điều chỉnh. Tôi nhớ rằng là trong tranh chấp này cũng đã có một cái vấn đề mà hội đồng trọng tài áp dụng luật Việt Nam vì PICC không điều chỉnh, mà tôi không nhớ vấn đề gì, Tony có thể bổ sung thêm. Vâng, cảm ơn Hoàng. Anh Tony có bổ sung gì với câu hỏi này không ạ? Khi sang câu hỏi. Vâng, thực ra cái vụ việc này thì nó cũng có cái thú vị là cũng có hai người trong này là đều có tham gia vào cái vụ này, và thực sự là cái vụ này nó rất là hay vì nó rơi cả đúng đủ ba tầng, tức là tầng của CSG, sau đó nó xuống cái tầng của PICC, và cuối cùng nó xuống đến tầng Việt Nam. Thì nó có một cái quy định, đó là cái giới hạn về mặt lãi suất. Thì trong luật Việt Nam thì nó có quy định cấm là lãi suất nó không được vượt quá 20%. Thế thì cái thỏa thuận của các bên thì đã bị hội đồng trọng tài xem xét, và dựa trên cái pháp luật Việt Nam thì đã tuyên là không được vượt quá 20%. Đấy là cái phần áp dụng luật Việt Nam mà cô Hằng nói là không nhớ ra. Cảm ơn anh Tony. Báo cáo với cả hai diễn giả là diễn đàn đang nóng lên rất là nhanh và rất nhiều câu hỏi gửi về, nhưng sẵn tôi xin chỉ xử lý một câu hỏi tiếp theo thôi để còn chuyển sang phần của anh Tony, sau mình sẽ quay lại để có câu hỏi thì xử lý tiếp ở phần cuối. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Nhi Nguyễn Võ Nguyên, và bạn hỏi là nếu hai bên đều là thành viên CSG, tức là có hai doanh nghiệp mà từ hai nước đều là CSG cả, nhưng lại thỏa thuận chọn luật của một quốc gia thứ ba không phải là thành viên của CSG để giải quyết tranh chấp phát sinh, vậy trong trường hợp đó thì CSG có được áp dụng không ạ? Không ạ, đây là trường hợp loại trừ công ước. Ví dụ như là rất phổ biến ở Việt Nam là các bên lựa chọn luật của Anh, ví dụ trong các hợp đồng mà các hợp đồng điều kiện chung, ví dụ hợp đồng về cà phê hay là hợp đồng gạo thì thường là đều lựa chọn luật Anh, và Anh chưa phải là quốc gia thành viên, thì cái việc lựa chọn một quốc gia chưa phải là thành viên được coi là loại trừ áp dụng CSG. Trường hợp này sẽ không áp dụng ạ. Vâng, cảm ơn cô Hằng. Anthony bổ sung gì câu hỏi đó, câu trả lời đó không ạ? Không, vâng. Nếu không thì tôi xin phép một số câu hỏi vừa được post lên, nhưng tôi sẽ xin phép tôi để lại, chúng ta sẽ quay lại tất cả những câu hỏi của các bạn cuối chương trình. Dạ. Trước khi đi sang bài của anh Tony thì tôi chỉ xin có một cái thiếu sót, tôi xin nói luôn là hiện nay lúc đầu tôi có nói đây là một cái buổi chia sẻ và tặng kiến thức cho các bạn bởi tổng nguyện vọng tham gia trình GS, nhưng mà trên thực tế trong diễn đàn chúng ta đã có 199 người tham gia. Wow. Chắc chắn GS chỉ là một số phần rất nhỏ, và thực sự một cái công nghệ Zoom năm nay thì đã tạo điều kiện cho GS có thể nhân cái gói quà này rất đơn giản, không chỉ trong cộng đồng ngày xưa thì chỉ gói quà trong một phòng GS với nhau, nhưng bây giờ là tất cả mọi người có thể cùng tham gia ở tất cả Việt Nam hoặc cả ngoài Việt Nam nữa. Thì xin chào mừng tất cả các chị và quý vị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và
Thế thì bây giờ sang mời anh Tony Nguyễn sẽ tiếp tục cái phần trình bày của mình ạ. Sau đó mình sẽ quay trở lại câu hỏi sau ạ. Cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Hợp và rất cảm ơn cái phần trình bày hết sức là chi tiết của cô Hằng. Không biết tôi đã share này, không biết nó đã rõ chưa nhỉ? Được rồi đấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn mọi người. Thì chắc là cái phần của tôi nó còn dài gấp mấy lần phần của cô Hằng, cho nên là tôi sẽ cố gắng là phần nào cắt được thì sẽ cắt. Nhiều quá. Thì cái phần của tôi nó liên quan đến cái nó hơi mang tính kỹ năng một tí, là thứ nhất là các cái nội dung cơ bản của CSG. Thì tôi sẽ đi qua tương đối nhanh cái phần này, bởi vì là chúng ta cũng có thể đọc ngay 101 điều khoản trong bao nhiêu phần đó, đúng không ạ? Phần thứ hai là tôi sẽ nói về so sánh một số các cái điều khác biệt giữa CSG và pháp luật Việt Nam, và đặc biệt là một cái số vấn đề nó mang tính rất là cốt yếu của CSG mà chúng ta cần phải nhớ khi chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta soạn thảo hợp đồng hoặc chúng ta lựa chọn các cái cách thức mà chúng ta sẽ phân bổ rủi ro trong hợp đồng. Thì tôi xin phép đi vào cái nội dung thứ nhất, đấy là các cái quy định cơ bản của CSG. Nội dung cơ bản của CSG thì nó có cái phần đầu tiên, nó là phần về giao kết hợp đồng, nó từ điều 14 đến điều 23. Thực ra cái phần về scope of application thì cô Hằng đã nói rồi, nên tôi sẽ nói về những cái phần tiếp theo sau. Đó là điều từ 14 đến điều 23 về vấn đề chào hàng, offer acceptance, vân vân. Thì cái này tôi chỉ lưu ý một tí thôi, bởi vì chi tiết thì chúng ta có thể thấy rằng là luật Việt Nam không biết là ai copy của ai, bởi vì luật Việt Nam chúng ta cũng ra đời cũng gần đây thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rất là giống với lại CSG về cái vấn đề chào hàng và chấp nhận chào hàng. Một vài các điểm nhỏ nó không đáng kể liên quan đến cái battle forms, là cái tranh chấp về mẫu hợp đồng thì tôi sẽ nói sau. Nhưng về cơ bản là các cái khái niệm về chào hàng, chấp nhận chào hàng thì luật Việt Nam và CSG tương đối là đồng nhất với nhau, và CSG có một đôi số chỗ thì nó rõ hơn. Tuy nhiên có một điểm thì tôi, góc nhìn luật sư, tôi xin phép chia sẻ là có một số các anh chị, đặc biệt là các doanh nghiệp mà không có cái kiến thức sâu về hợp đồng, thường hay bị nhầm lẫn là khi nào thì có một hợp đồng. Thì đối với cả CSG hay là đối với cả cái luật hợp đồng nói chung ấy, thì chúng ta cũng không cần là phải chúng ta cùng hai bên đem ký một cái thỏa thuận, người này gửi cho người kia bản gốc hay này nọ thì nó mới thành một hợp đồng. Các anh chị cần nhớ nhất trong cái phần này đó là khi mà có một người đã có một cái chào hàng đó có hiệu lực, sau đó thì khi mà nó vẫn còn hiệu lực mà cái người còn lại họ chấp nhận chào hàng, thì cái đó nó đã trở thành một cái thỏa thuận giữa hai bên, nó đã gọi là tạo thành một cái hợp đồng mà có giá trị ràng buộc giữa hai bên. Cái này nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả các anh chị sau này, nếu các anh chị thấy rằng các hợp đồng đã được ký nhưng sau đó các hợp đồng này được điều chỉnh bởi những cái trao đổi của các bên, thì các anh chị sẽ thấy là những cái nội dung liên quan giao kết hợp đồng nó áp dụng rất nhiều. Nó áp dụng trong lúc mà chúng ta không để ý, chúng ta chỉ bắt đầu đụng đến nó khi mà chúng ta có tranh chấp với nhau. Đấy là cái nội dung thứ nhất. Thứ hai là về nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Thì về cơ bản CSG và luật Việt Nam cũng có những cái phần tương đối là giống nhau về các cái nghĩa vụ của người mua và nghĩa vụ của người bán. Trong CSG nó có một cái phần liên quan đến nghĩa vụ của bên mua, nghĩa vụ bên bán về giao hàng, chuyển giao chứng từ. Đấy là các nghĩa vụ của người mua. Về thời gian, về địa điểm, giao hàng phù hợp với cả hợp đồng và phải sửa chữa các khiếm khuyết. Thế còn nghĩa vụ của người bán, nhận hàng và thanh toán, nghĩa vụ của người bán nó hơi bị ngược một tí, là nghĩa vụ của người mua thì nhận hàng và thanh toán và thực hiện các cái bước cần thiết để nhận hàng và thanh toán và kiểm tra hàng hóa. Tôi sẽ đi nhanh một chút về những cái nội dung này, vì sau này chúng ta sẽ có một cái phần rất là chi tiết liên quan đến các cái nội dung mà nó mang tính rất là cốt yếu của CSG và nó có sự khác biệt với luật Việt Nam. Các biện pháp khắc phục cái vi phạm hợp đồng thì trong CSG thì nó có những cái yêu cầu là yêu cầu bồi thường thiệt hại, yêu cầu thực hiện hợp đồng. Tôi xin nói những cái nó đằng sau lưng cái này một tí. Yêu cầu bồi thường thiệt hại thì trong tất cả các ngành luật trên thế giới nó đều có cái yêu cầu này. Thế tuy nhiên yêu cầu thực hiện hợp đồng thì đây là một cái compromise của một cái điểm gọi là
cân bằng của CSG, đó là nó vốn chỉ nằm ở trong cái hệ thống của luật, các cái hệ thống dân luật, tức là civil law. Chứ còn trong những cái hệ thống như là nước Anh hay là common law như là các nước Mỹ, New Zealand, Singapore thì họ không có cái hệ thống này, không có cái yêu cầu thực hiện hợp đồng hay là gọi là specific performance, đúng không ạ? Thế còn khi mà có một cái vi phạm cơ bản thì một bên có quyền hủy hợp đồng. Đối với người mua thì hủy hợp đồng khi mà người bán có vi phạm cơ bản như là không giao hàng, đúng không ạ? Hoặc là khi mà giao hàng chậm nhưng mà cái thời hạn bổ sung đã hết mà không thực hiện cái nghĩa vụ đó. Thì đối với cả người mua thì còn có cái nghĩa vụ từ chối, còn có cái quyền là từ chối cái việc mà giao hàng sớm hoặc là giao hàng nhiều hơn so với cả hợp đồng như theo điều 52. Đối với người bán thì nếu có các cái vi phạm của người mua, ví dụ như là không nhận hàng hay là không thanh toán tiền, thì họ có quyền hủy hợp đồng và họ cũng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đấy là những cái nội dung cơ bản mà tôi giới thiệu sơ qua, và có những cái điểm khác biệt tương đối cơ bản đối giữa CSG và pháp luật Việt Nam. Thứ nhất thì như lúc nãy tôi có giải thích thêm trong cái phần cô Hằng có chia sẻ, đó là CSG là cái văn bản mà áp dụng cho các hợp đồng ngoại. Có nghĩa nếu như chúng ta xếp CSG vào thành một cái phần của pháp luật Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy là nếu như chúng ta chúng ta là một bên một bên trong giao dịch mà chúng ta giao dịch với cả một doanh nghiệp Việt Nam thì chúng ta sẽ áp dụng luật Việt Nam, bao gồm luật thương mại, các cái luật khác có liên quan đến hàng hóa. Nhưng nếu chúng ta giao dịch với một đối tác nước ngoài thì gần như là chúng ta chưa làm đến bất kỳ các vấn đề gì khác thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng là CSG nó đã tự động áp dụng cho các cái giao dịch của chúng ta với cả các đối tác mà thuộc về nước thành viên. Còn đối với cả các nước mà không phải là nước thành viên thì cái đối tác của chúng ta cũng có thể trong quá trình áp dụng luật Việt Nam thì cái CSG nó sẽ chính là cái văn bản mà để chúng ta dẫn chiếu đến khi chúng ta coi cái luật Việt Nam là cái luật áp dụng cho cái giao dịch với các đối tác. Điểm khác biệt thứ hai đó là liên quan đến cái hình thức tiến hành cái giao dịch. Thì đối với CSG thì một cái giao dịch trong cái mua bán hàng hóa quốc tế nó cho phép bằng văn bản, lời nói hoặc hành vi. Có nghĩa là một người nhấc một cuộc điện thoại lên và alo một đối tác nước ngoài, sau cái cuộc alo đó thì kết giao thành một cái hợp đồng do đã đủ các cái điều kiện về offer và acceptance, tức là đề nghị giao kết và chấp nhận cái giao kết đó. Thế nhưng mà pháp luật Việt Nam thì có quy định rất rõ ở trong luật thương mại, đó là theo điều 27 thì nếu mà mua bán hàng hóa quốc tế thì chúng ta phải có bằng văn bản, tức là chúng ta không nói miệng được. Đây chính là lý do lớn nhất mà Việt Nam dành rất nhiều thời gian để cân nhắc trước khi mà gia nhập vào cái công ước viên này, bởi vì chúng ta lo ngại rằng là chúng ta cái sự chênh biệt khá là lớn giữa cái luật thương mại Việt Nam với cả cái hoạt động của CSG. Thế thì chúng tôi đã diễn giải và chúng tôi đã giải thích được cái nội dung này, là chúng ta hoàn toàn có thể bảo lưu được cái điều 96. Thế theo quy định của điều 96 CSG thì một quốc gia có quyền bảo lưu. Cho nên là vì chúng ta có cái pháp luật khác biệt với cả CSG liên quan đến vấn đề văn bản viết, cho nên là chúng ta đã bảo lưu cái điều 96 để chúng ta có thể tham gia được công ước. Nếu mà thời gian đó mà chúng tôi cố gắng chúng ta không chấp nhận cái bảo lưu đó thì có thể là Ủy ban Pháp luật Quốc hội thì sẽ không chấp nhận cho đèn xanh để cho chúng ta tham gia vào công ước này. Tuy nhiên tôi có một cái lời nhắc đối với cả những anh chị mà đang áp dụng cái bảo lưu này, để nói rằng là phía Việt Nam chúng ta có thể áp dụng cái văn bản để tạo thành một cái thỏa thuận hay là một cái offer hay acceptance gì đó. Thì hiện nay ấy, cái khái niệm về về văn bản ở trong các cái bộ của luật quốc tế, ví dụ như là PICC, nó đã được mở rộng ra rất là nhiều. Và nếu như chúng ta áp dụng theo đúng cái nguyên tắc theo điều 7 và điều 8 của CSG thì hiện nay gần như không còn cái gì chúng ta có thể coi nó là bằng lời nói nữa, bởi vì cái gì gần như nó cũng có thể được ghi nhận lại theo những cách khác nhau, và miễn là nó có thể ghi nhận lại, tức là nó recordable, nó ghi nhận lại được, thì người ta sẽ coi nó như là một cái dạng hình thức văn bản.
Và vì vậy cho nên là cái bảo lưu này của Việt Nam nó không còn nhiều ý nghĩa như trước nếu mà chúng ta áp dụng đúng những cái nguyên tắc quốc tế của CSG. Đấy, cho nên là chúng ta rất cẩn thận khi mà chúng ta chat bằng WhatsApp hay là chúng ta trao đổi bằng Zalo với cả khách hàng đối tác bằng WeChat vân vân, thì nó cũng là những cái mà nó được coi là văn bản chứ nó không phải là lời nói. Thứ ba nữa là cái thời hạn khiếu nại của CSG và luật Việt Nam nó tương đối khác biệt tương đối lớn. CSG thì quy định là 2 năm kể từ khi hàng hóa được thực sự giao cho người mua theo như điều 39. Còn pháp luật Việt Nam thì chúng ta có một số các quy định như là 3 tháng hoặc là 6 tháng kể từ ngày giao hàng đối với cả khiếu nại về số lượng, 6 tháng đối với cả vấn đề về chất lượng, đúng không ạ? Thì chúng ta tưởng rằng là theo cái luật thương mại này thì chúng ta có cái thời gian nó ngắn hơn và nó nhanh chóng hơn. Nhưng trên thực tế thì như lúc nãy cô Hằng có chia sẻ là CSG nó lại có những cái nó lại có những cái điểm chặn như là điều 38 và điều 39. Nó yêu cầu phải kiểm tra hàng hóa trong thời gian practical, tức là trong cái thời gian thực tế ngắn nhất có thể, đúng không ạ? Phải kiểm tra trong thời gian ngắn nhất có thể và phải thông báo về cái khiếu nại về cái hàng hóa trong thời gian ngắn nhất có thể mà thực tế cho phép. Và thời gian này ví dụ như ở Đức chẳng hạn thì người ta có thể tính bằng ngày. Một số các cái nước khác thì họ có những cái, một số tòa án khác thì họ cho cái thời gian dài hơn. Nhưng mà rõ ràng là trông thì là 2 năm, nhưng mà nếu như mà chúng ta đi sâu vào các cái điều khoản cụ thể của CSG thì chúng ta sẽ thấy là cái công ước này họ yêu cầu cái thời gian thông báo nó rất là ngắn, cái thời gian mà để khiếu nại nó rất là ngắn. Và nếu như anh không thông báo kịp thì anh sẽ mất cái quyền khiếu nại. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là CSG nói chung là nó có các quy định chi tiết hơn so với cả luật pháp Việt Nam ở một số nội dung. Tôi sẽ đi sâu vào một số các cái nội dung này và tôi có thể nói là với tư cách là người vừa nghiên cứu nhưng cũng là người áp dụng CSG trong một số các cái trường hợp cho khách hàng thì tôi thấy rằng là CSG có khá nhiều các quy định mà nó mang tính gọi là advanced hơn, tức là nó mang cái tính văn minh hơn và nó hiệu quả hơn về mặt kinh tế và về mặt cân bằng so với cả luật Việt Nam, như là tôi sẽ trình bày trong một số các cái nội dung cơ bản sau đây. Thầy xin phép đi qua những cái nội dung mà nó mang tính không có quá quan trọng. Ở đây thì chúng ta có 7 cái nội dung mà tôi cho rằng là chúng tôi đã tổng hợp, chúng tôi cho rằng là CSG có những cái nội dung nó khá quan trọng và nó cũng tương đối khác so với cả luật Việt Nam. Thứ nhất là Better Forms, tức là cái sự trao đổi qua lại của các cái mẫu hợp đồng khi mà các bên có những cái giao kết hợp đồng, yêu cầu giao kết hợp đồng và cái chấp nhận giao kết hợp đồng. Thứ hai là những thời hạn kiểm tra khiếu nại về sự không phù hợp của hàng hóa như tôi vừa mới trình bày lúc nãy. Thứ ba là cái nguyên tắc nó gọi là not strict rule. Và thứ tư là vi phạm nghĩa vụ khi chưa đến thời hạn thực hiện. Thứ năm là vi phạm cơ bản. Thứ sáu là tính dự đoán trước được của thiệt hại. Và thứ bảy là phạt vi phạm và tiền bồi thường. Tôi xin phép là bỏ qua mục 1, mục 7 và có lẽ là cả mục 3 nữa, bởi vì là các mục này nó chi tiết quá và nhiều quá, và nếu mà tôi nói hết các mục này thì sợ là hết cả thời gian mà của moderator không còn có thể trả lời các câu hỏi, nên là tôi sẽ chỉ nói về những các vấn đề còn lại để chúng ta tiết kiệm được thời gian. Cái better form tôi sẽ đi qua và sẽ để cho tất cả các quý vị chịu khó tự đọc vậy. Về thời hạn kiểm tra khiếu nại và về sự không phù hợp của hàng hóa thì đây là một cái đặc điểm rất quan trọng của CSG, mà nếu như các anh chị là luật sư, các anh chị sắp tư vấn cho khách hàng về CSG thì hãy nên lưu ý và nên rất cẩn trọng. Hầu như là các tranh chấp về CSG nó rất nhiều, nó rơi vào trong hai cái điều số 38 và điều 39, với quy định rằng là bên mua phải kiểm tra trong một thời hạn ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Nếu như mà hàng hóa đến, các anh chị tưởng tượng là hàng hóa vừa mới đến cảng, các anh chị đang vào ngày cuối tuần rất là vui vẻ với lại người thân, đúng không ạ, và con cái rồi này kia, thế thì hàng nó đang nằm ở cảng và nó phải 2-3 ngày nữa nó mới đến ngày làm việc, các anh chị mới bắt đầu đến cảng để các anh chị xem, đúng không ạ? Thế thì rất có thể với cái điều 38 này thì nó đã gây ra cho các anh chị một cái vi phạm hợp đồng,
là các anh chị không kiểm tra cái hàng hóa trong thời hạn ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Đấy, trong cái thời gian mà các anh chị đang gọi là cuối tuần hay là đang nghỉ gì đó, thì nó đã có thể là hàng hóa nó đã bị hư hỏng, hoặc là hàng hóa nó đã bị thay đổi tính chất, đặc biệt là các hàng hóa mà mau hỏng như là vải hay là nấm, hay là một số các cái hàng hóa mà có tính chất đặc biệt, thì người ta chỉ cho phép trong 24 giờ. Thế cho nên là bất kể ngày thường hay ngày làm việc, thì cái điều 38 này nó gây ra một cái sức ép đối với cả người mua, là các anh chị phải kiểm tra trong thời hạn ngắn nhất. Thứ hai là điều 39 thì nó yêu cầu là phải thông báo trong một thời hạn ngắn nhất, sau khi mà phát hiện được, hoặc là lẽ ra phải phát hiện được cái sự không phù hợp. Hai cái điều 238 và điều 39 nó là hai phần khác nhau, và nó cho phép các anh chị dành hai cái thời gian khác nhau để kiểm tra, và sau đó là để thông báo về cái sự không phù hợp của hàng hóa. Thế tuy nhiên là hai cái thời hạn này nó đều có cùng một cái đặc điểm chung, đó là phải trong một cái thời gian hợp lý và ngắn nhất trong cái hoàn cảnh thực tế cho phép. Và vì vậy cho nên là cái án lệ thì nó giải rác, nó có một số các cái tòa án họ đã cho phép là 2 tuần, một số tòa án họ cho phép thậm chí 3 đến 4 tuần, nhưng hầu hết là không có cái tòa nào mà họ cho đến bằng tháng cả, nó chỉ là bằng số tuần hoặc số ngày thôi. Đấy là các cái án lệ thực tiễn về vấn đề kiểm tra sự khiếu nại và không phù hợp. Và nếu như các anh chị không thực hiện cái việc kiểm tra trong cái thời gian phù hợp này, thì các anh chị sẽ bị mất cái quyền khiếu nại, nghĩa là sau đó không quay lại khiếu nại được về cái lỗi đó nữa. Thế thì cái cách giải quyết trong cái sự sức ép này đối với người mua là gì? Thì nếu như chúng ta đang ách cho người mua, chứ là chúng ta đang tư vấn cho bên mua, thì chúng ta cần phải rất chú ý là chúng ta nên ghi vào trong hợp đồng, chúng ta nên nhớ trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta cũng nên nhớ tới điều 6 của CSG, đó là CSG cho phép các anh chị loại trừ và thay đổi bất kỳ một phần hoặc toàn bộ CSG. Các anh chị không thích thì anh chị có thể vứt toàn bộ CSG ra đường và anh chị lấy một cái bộ khác cũng được. Còn nếu các anh chị muốn không thích một cái điều nào đó trong CSG, các anh chị cũng thể bỏ nó ra ngoài. Cụ thể là điều 38 và điều 39. Nếu các anh chị muốn thay đổi nó, các anh chị chỉ việc ghi rằng là bên mua sẽ kiểm tra hàng hóa trong thời gian 1 tuần hoặc là 2 tuần. Như thế là các anh chị sẽ an toàn hơn trong cái việc là có một thời gian nhất định thì các anh chị kiểm tra hàng hóa. Một cái tranh chấp điển hình mà chúng ta nhìn thấy đó là một cái tranh chấp về mua bán giày. Thì khi mà cái người mua giày họ kiểm tra sơ qua, họ thấy không vấn đề gì, họ đem bán, thì sau khi bán xong họ mới thấy là các lót giày có độ dày khác nhau, có độ dài khác nhau, và nhiều mũi khâu là bị hở và giày thì bị phai màu. Đấy, thì ở đây có nhiều các cái loại gọi là vi phạm khác nhau của người bán, nhưng mà người mua lẽ ra đã có thể phát hiện ra, đúng không ạ? Thì người mua khi mà thấy có than phiền của khách hàng mới quay ngược trở lại để kiểm tra kỹ hơn, thì thấy rằng là có nhiều các cái, thực sự là có nhiều các cái vi phạm như vậy. Thế thì khi mà đưa ra tòa án thì tòa án họ quyết định như sau, là khuyết tật của hàng hóa mà người mua đã chỉ ra là những lỗi mà có thể kiểm tra được ngay trong khi giao hàng. Có nghĩa là ngay sau khi nhận giao hàng thì người mua đã có thể kiểm tra và phát hiện được những khiếm khuyết này. Cho nên là 16 ngày sau khi giao hàng là quá muộn. Và vì vậy cho nên là người mua mất cái quyền được khiếu nại về cái hàng hóa này. Đấy là cái điểm mà chúng ta sẽ thấy rất là khác với cả luật Việt Nam. Đúng không ạ? Một vấn đề thứ ba, tôi xin trình bày về Nashik Rules, tức là một cái nguyên tắc mà trong pháp luật của Đức. Cái nguyên tắc này được áp dụng trong CSG, nó cũng là một cái sự cân bằng giữa cái khối common law và khối civil law. Nó áp dụng trong trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ. Nếu như một bên mà chậm thực hiện nghĩa vụ trong một cái thời gian nào đó, thì bên còn lại có quyền gia hạn cho cái bên chậm nghĩa vụ đấy để thực hiện trong một cái thời gian hợp lý. Đấy là cái nguyên tắc nó tương đối phù hợp với cả nguyên tắc thiện chí. Nhưng mà CSG thì không có nguyên tắc thiện chí mà mang tính gọi là nguyên tắc chung, tức là bắt phải thiện chí, mà nó chỉ được thể hiện trong cái Nashik Rule này, đó là theo cái điều 49 và điều 64. Thì nếu hết thời hạn gia hạn mà bên đó vẫn không thực hiện cái nghĩa vụ đó, thì bên còn lại sẽ có quyền hủy hợp đồng. Đấy là cái thông thường nó rất hay áp dụng cho vấn đề giao hàng, đúng không ạ? Nếu mà chậm giao hàng thì sẽ cho được gia hạn thêm một thời gian hợp lý để giao hàng. Còn nếu đến thời gian đó và vẫn không giao hàng thì cái bên mua sẽ có thể hủy hợp đồng. Thì đây cũng là một cái nguyên tắc mà
nó tương đối đặc thù của CSG. Một cái nguyên tắc của CSG mà tôi nghĩ rằng là rất văn minh và nó giúp cho cái bên mà bị vi phạm có thêm nhiều cái công cụ rất quan trọng, đó là vi phạm nghĩa vụ trước thời hạn. Nếu các anh chị các bạn mà có thể gõ ra cái tên của tôi cộng với lại cái CSG trên Facebook, các anh chị sẽ thấy có một cái bài viết của chị Vi, cũng không phải tôi chia sẻ mà chị Vi là một cái giảng viên của trường luật thành phố Hồ Chí Minh, chị chia sẻ một cái bài tương đối dài mười mấy trang thì phân tích rất là kỹ về vấn đề này. Nhưng mà tựu chung lại thì cái vi phạm nghĩa vụ trước thời hạn là một cái quyền của cái người mà bị vi phạm. Họ nhìn thấy trước là phía bên kia sẽ vi phạm, nhưng mà nếu như trong bối cảnh của luật Việt Nam thì họ không thể làm gì được, bởi vì là họ sẽ phải chờ đến khi nào vi phạm thực sự xảy ra. Vi phạm xảy ra rồi thì họ mới có thể thực hiện cái quyền của họ, đó là yêu cầu bồi thường hay là chấm dứt hợp đồng hay là gì đó. Thế thì đối với cả cái CSG ấy, thì họ lấy cái nguyên tắc này từ trong hệ thống luật Anh, và họ cho phép là nếu như một bên mà thấy bên kia không có khả năng thực hiện được một cái nghĩa vụ cơ bản nào đó thì họ sẽ có quyền chấm dứt hợp đồng. Cái quyền chấm dứt hợp đồng này nó rất là quan trọng, bởi vì là nếu chúng ta chỉ có cái quyền là ngồi chờ và chúng ta đợi đến khi nào mà bên kia vi phạm thì chúng ta sẽ đòi bồi thường thiệt hại, thì nó sẽ tạo ra một cái bất cân xứng về mặt và nó tạo ra một cái sự gọi là không hiệu quả về mặt kinh tế. Đấy, tôi nói ví dụ như là trong cái bối cảnh là tôi đang cần phải bán một cái khối lượng hàng hóa mà nó là hàng hóa rất là mau hỏng, mà bên kia họ không chịu nhận hàng hay họ không chịu thực hiện một cái nghĩa vụ nào đó, mà chúng ta nếu như chúng ta biết sớm về việc đó và chúng ta được quyền hành động sớm thì chúng ta có thể là bán ngay cái hàng đó cho người khác, đúng không ạ? Đấy, thế thì thay vì là chúng ta phải ngồi chờ đến khi bên kia vi phạm thật thì chúng ta mới được bán, thì có khi lúc đấy bán thì cái hàng hóa nó đã giảm giá trị đi tương đối nhiều rồi, đúng không ạ? Nó không còn. Hoặc ngược lại đối với cả người mua cũng thế, ví dụ như là tôi mua một số bàn ghế về để cho giảng dạy, để cho học sinh chẳng hạn, nhưng nếu bây giờ mà đến cái ngày mà chúng tôi sắp sửa phải mở trường rồi, học sinh người ta đến nơi rồi mà tôi biết chắc là anh kia anh ấy không cung cấp được cái khối lượng hàng hóa như là bàn ghế đó, thì tôi có cái quyền gì? Nếu như mà theo luật Việt Nam thì tôi sẽ không có cái quyền gì cả, bởi vì là tôi phải chờ đến khi mà đúng cái ngày đó họ không giao cái hàng cho tôi thì tôi mới bắt đầu hủy hợp đồng, rồi yêu cầu vi phạm, yêu cầu thiệt hại cho các thứ. Thế thì về mặt lợi ích, về cái hiệu quả chung, kinh tế chung là nó không có. Nếu như mà ngay từ đầu tôi đã biết rằng anh kia anh hoàn toàn anh ấy không giao hàng cho tôi vì anh không giao được, vì anh ấy không sản xuất được, thì tôi có thể là dựa trên cái vi phạm nghĩa vụ trước hạn thì tôi sẽ yêu cầu bên kia là hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, tôi sẽ đi đến một nơi khác để tôi mua cái hàng hóa, để tôi có ngay cái hàng hóa tôi có thể thực hiện cho cái dự án của tôi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là cái vi phạm nghĩa vụ trước hạn nó là một cái cách để cân bằng cái lợi ích của bên bán và bên mua. Cho nên là miễn là theo điều 72 của CSG, miễn là anh có một cái căn cứ rõ ràng về việc là bên kia sẽ vi phạm cơ bản, một cái nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng, mà mặc dù cái nghĩa vụ đó chưa đến hạn, đấy, thì anh có quyền là tuyên bố hủy hợp đồng để anh yêu cầu bồi thường thiệt hại mặc dù bên kia chưa đến hạn. Thì có một cái tranh chấp giả định mà chúng tôi đã để ra ở đây, vì thời gian không có nhiều nên tôi xin phép nói nhanh một tí về cái tranh chấp này, đó là một cái bên mà mua vải xong sau đó để bán lại vải cho một cái bên khác, đúng không ạ? Tức là công ty X thì mua vải của bên Y rồi, đã đặt cọc trước rồi và đã cung cấp một phần hàng hóa rồi. Thế tuy nhiên là cái công ty mà cái phía đầu mua ấy, họ cái người mua cuối cùng ấy, họ lại không chịu trả tiền. Họ bảo là hàng hóa không tốt lắm nên họ không trả tiền. Thế thì cái bên môi giới là cái bên bên công ty Y ấy, thì họ bảo rằng là tôi cũng sẽ không trả tiền anh, đúng không ạ? Nếu như bên kia trả tiền tôi mới trả tiền anh. Hay nói cách khác, nó là một cái conditional performance, tức là tôi phải có điều kiện gì đó thì tôi mới thực hiện hợp đồng, còn nếu không thì tôi sẽ không thực hiện hợp đồng đâu. Thế thì cái người mà đang bán cái hàng hóa này thì lẽ ra họ đã có thể bán cho cái đơn vị đó, nhưng mà vì đơn vị đó biết chắc là họ sẽ không trả tiền nên là bây giờ rất là tiến thoái lưỡng nan, họ sẽ không biết phải làm gì, đúng không ạ? Thế câu hỏi đặt ra là cái công ty mà gọi là nhà cung cấp đầu tiên này này thì họ có thể tạm dừng hoặc là họ có thể hủy đơn hàng để họ đi bán cho người khác hay không, đúng không ạ?
Và nếu mà có đủ cái căn cứ pháp lý đấy thì họ sẽ phải làm gì? Thế thì CSG nó cho một cái quyền, đó là nếu như mà không, đã có đủ cái căn cứ là bên bên kia họ nói rằng là họ sẽ không thanh toán tiền, thì bên này họ sẽ có quyền là tạm ngừng cái nghĩa vụ giao hàng, và họ cũng có quyền là tuyên bố hủy bỏ luôn hợp đồng, và sau đó thì họ sẽ đi bán cho bên thứ ba, và họ yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu như họ bán cho bên thứ ba được giá thấp quá, đúng không ạ? À, ngoài ra thì có hai cái nguồn luật khác là PICC và luật Việt Nam. À, thì tôi dành một ít thời gian tôi phân tích luật Việt Nam, vì đây là một cái điểm khác biệt khá cơ bản giữa luật Việt Nam với cả CSG. À, thì theo luật Việt Nam ấy, thì cho đến thời điểm hiện tại chúng ta đã thay đổi cái bộ luật dân sự, và bộ luật dân sự mới nó có một cái điểm tốt hơn so với bộ luật dân sự cũ năm 2005 liên quan đến cái vấn đề vi phạm nghĩa vụ trước hạn này. Đó là theo bộ luật cũ ấy, thì là nó copy nguyên như cái bộ luật Napoleon, là nó nói rằng là cái nếu như một bên mà cái tài sản của cái bên đó đã giảm sút nghiêm trọng tới mức mà không thể thực hiện được hợp đồng thì bên còn lại có thể tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ. Đấy là cái quy định cũ của bộ luật dân sự năm 2005. Tôi không nhớ chính xác là điều nào. Thế đến năm 2015 thì có rất nhiều các cái chuyên gia cũng như là các cái bên cố vấn họ đã đề xuất là phải thay đổi cái quy định đó đi, cập nhật những cái của CSG. Thì cuối cùng là đã có một cái phiên bản, nó gọi là phiên bản compromise, tức là nó trung dung ở giữa, nó không sửa nhiều lắm, tức là nó không sửa hết nhưng mà nó cũng có sửa. Thì nó sẽ sửa mỗi một cái từ như sau là nếu như mà cái khả năng thực hiện hợp đồng của một bên đã giảm sút tới mức bên đó không thể thực hiện được hợp đồng. À, nghe thì chúng ta thấy nó hơi buồn cười một tí, nhưng mà đấy là vì người ta không muốn sửa nhiều, người ta chỉ muốn, tức là đấy tôi cho anh sửa nhưng anh chỉ được sửa một chữ thôi. Thế là cái những cái người đề xuất người ta bảo à nếu mà sửa chữ đấy thì thôi, thay vì cái chữ tài sản thì ta thay chữ tài sản bằng chữ khả năng thực hiện hợp đồng, đúng không ạ? Thế là khả năng thực hiện hợp đồng giảm sút đến mức mà không thể thực hiện được hợp đồng đấy nữa thì bên còn lại có quyền tạm hoãn. Nhưng mà chúng ta chú ý là đến thời điểm hiện tại ấy, thì là theo luật Việt Nam chỉ được tạm hoãn chứ không được quyền hủy bỏ hợp đồng. Có nghĩa là anh phải tiếp tục ngồi chờ. Anh không thực hiện cái phần việc của anh nhưng mà anh phải ngồi chờ để xem cuối cùng là bên kia nó có thực sự vi phạm hay không, đúng không ạ? Thế còn CIG thì nó cho cái quyền là tuyên bố hủy bỏ hợp đồng ngay lập tức, đúng không ạ? Đấy là vấn đề về vi phạm nghĩa vụ trước hạn. Về vấn đề vi phạm cơ bản thì điều 25 của CSG có quy định gần như là giống đến 80% so với lại cái quy định của vi phạm cơ bản trong pháp luật Việt Nam. Đó là vi phạm cơ bản là cái vi phạm mà tước đoạt cái những cái lợi ích mà bên đó trông đợi từ hợp đồng, đúng không ạ? Bên đó đáng nhẽ là được hưởng theo hợp đồng. Hoặc là vi phạm tức là tước bỏ những cái lợi ích mà nó gọi là cơ bản hay là substantial đấy, tức là cái lợi ích chính yếu của một bên mà họ kỳ vọng từ cái hợp đồng này. Nhưng mà có một thứ mà CSG khác hoàn toàn với cả luật Việt Nam, đó là tính tiên liệu trước hay là tính dự đoán trước được cái thiệt hại. Thì tôi xin phép là đi nhanh qua cái phần tình huống thì hợp đồng. Là tôi sẽ nói về cái tính dự đoán trước được của thiệt hại. Vâng, thì cái này nó quan trọng hơn cái lúc nãy. À, thế thì tại điều 25 thì nó có quy định là tôi đồng ý là nếu như mà tôi vi phạm thì tôi sẽ phải bồi thường cho anh, đúng không ạ? Thế nhưng nếu như mà tôi không thể nào mà tôi nhìn thấy trước được, tôi không thể nào tôi tiên liệu trước được về cái thiệt hại đó thì tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm. Thì cái khái niệm này nó cũng vốn cũng bắt nguồn từ trong trong luật Anh. Có nghĩa là cái tính dự đoán trước được nó tạo ra cái tính ổn định trong trong thương mại quốc tế. Và vì vậy cho nên là cái tính dự đoán trước, và dự đoán được trước ở đây nó là một cái bài test, nó gọi là objective test, có nghĩa là nó là một cái bài kiểm tra mà dành cho một cái người thông thường trong một cái hoàn cảnh như thế thì họ có dự đoán được hay không. Đấy, nó là không phải là đọc trong cái tâm trí của cái người đó là như thế nào, tức là nó không phải là subjective, đúng không ạ, mà nó là objective, nghĩa là nó là một cái bài test rất là khách quan, một cái người bình thường mà trong cái bối cảnh đó buộc phải dự đoán được trước là như vậy,
là nó sẽ có cái thiệt hại như vậy. Thì đây là một cái điểm rất là khác biệt. Đây tôi lấy một cái ví dụ trong cái case France, Ego Fruits và Lavagia Begastry, thì cái case này là tháng 5 năm 96 thì một người mua Pháp đặt hàng từ người bán 860.000 lít nước cam ép nguyên chất và giao hàng vào cuối tôi không kịp đọc cái này. Giao hàng vào cuối tháng 8 đúng không ạ? Thế vào thời gian giao hàng thì người mua chậm nhận hàng và người bán yêu cầu hủy hợp đồng. Lý do hủy hợp đồng rất là đơn giản là vì cái người mua trễ nhận hàng cho nên là người bán phải cô đặc cái nước cam ép này để đảm bảo cái nước cam ép nguyên chất không bị hỏng và vì vậy không thể tiếp tục. Thế thì ở đây nó đặt ra vấn đề là người mua liệu có nhìn thấy trước được cái hậu quả của cái việc là mình chậm một tí thời gian như vậy, đúng không ạ? Thì làm cho cái người bán phải đem đi cô đặc cái nước cam ép đấy, đúng không ạ? Thì quyết định của tòa án là như sau: nếu như mà người bán muốn hủy hợp đồng thì một cách hợp lý họ phải yêu cầu bên mua thực hiện nghĩa vụ nhận hàng của mình và cho một cái thời hạn hợp lý như cái Nashik Rule lúc nãy chúng ta đã được nghe, đúng không ạ? Và người mua thì không thể nào nhìn thấy trước được là cái việc chậm nhận hàng một vài ngày lại có thể tạo nên được vi phạm cơ bản hợp đồng và tạo ra một cái thiệt hại vô cùng lớn cho người bán, là bởi vì phải đi đóng thành cam ép nguyên chất, đúng không ạ? Và tòa án cũng cho rằng là đơn hàng thay thế của người mua có đối tượng là nước cam ép nguyên chất, cho nên là cái việc cô đặc này của người bán là ngay lập tức khi người mua chậm nhận hàng nó chưa được thuyết phục lắm. Có nghĩa là nói nôm na là tôi không thể nào biết được khi mà anh không nói cho tôi về chuyện đấy, và một người bình thường không thể biết được là khi chậm nhận hàng một cái khối lượng cam như vậy lại khiến cho cái nước cam đó phải đi cô đặc lại và tạo ra cái vi phạm cơ bản, đúng không ạ? Cho nên là cái tính dự đoán trước được là một cái tính rất là quan trọng. Tôi xin phép là sẽ không nói về cái phần 3.7 vì lúc nãy cô Hằng cũng đã trao đổi về cái này rồi, để cho dành nhiều thời gian cho các quý vị khán giả cùng trao đổi về các câu hỏi, đúng không ạ? Thì cái phần về phạt vi phạm này nó cũng rất là nó cũng rất là dài. Vâng, xin cảm ơn. À, anh Hợp ơi, anh Hợp. Chưa thấy anh Hợp mời đây. Mời anh Hợp. Không, hay là thôi là mình tiếp tục vào các câu hỏi đáp đi nhỉ? Có hai câu hỏi trên phần chat thì tôi cũng đã trả lời rồi. Không biết là các anh chị có thêm câu hỏi nào nữa không? Câu hỏi e-signature này cô Hằng đã trả lời rồi đúng không ạ? À chưa. Nam ơi, Nam đọc giúp chưa. Hằng cái câu hỏi bởi vì lúc nãy Hằng bị out ra rồi, không nhìn thấy. Ok. Đây để xem lại cái câu hỏi này. Chắc là mình ra từ trên xuống dưới để nhìn cho nó có nhiều câu hỏi nó bị... cho em hỏi đối với một hợp đồng... mua bán hàng hóa nước ngoài hai bên có loại trừ CSG, tuy nhiên lại muốn thỏa thuận áp dụng CSG cho một điều khoản nào đó vào trong hợp đồng, ví dụ như là áp dụng về vi phạm cơ bản, thì có được không ạ? Cái này chắc là xin phép cô Hằng chia sẻ trước nhỉ. Cô Hằng có nghe rõ câu hỏi không ạ? Có ạ. Nam trả lời luôn đi. Alo, Nam nghe rõ không? Vâng, nhỉ? Cô Hằng có nghe rõ câu hỏi lúc nãy không ạ? Có ạ. Vâng, cô Hằng chắc là tranh thủ trả lời cho cái bạn. Tôi cũng đã trả Long. Lời ở trong phần chat cho bạn Long đấy là hoàn toàn được, vì là theo điều 6 của CSG thì công ước này tôn trọng cái quyền tự do thỏa thuận của các bên, trong đó tôn trọng quyền tự do thỏa thuận loại trừ các điều khoản của công ước. Do vậy là hoàn toàn được ạ. Có thể loại trừ toàn bộ công ước nhưng tôi lại áp dụng điều này của công ước được ạ.
Không biết là tôi đã trả lời được câu hỏi của bạn Long chưa ạ? 50 năm đọc những câu hỏi tiếp theo đi nhỉ? À, Hiếu đã lên hình, chắc anh Hợp bận rồi đúng không? Ok, bạn Hiếu, yes. Hình như là Hằng có muốn trả lời rồi. Em đọc to được không Hiếu ơi? Cô nghe không rõ lắm. Ừ, được rồi. Alo, vì cái câu hỏi liên quan đến e-signature ấy ạ, thì có một bạn tên là người toàn con số thôi, em sẽ đọc câu hỏi luôn. Thì câu hỏi đang là liên quan đến hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, các offer hay là các offer hay purchase offer hay hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được giao kết bằng hình thức giao dịch điện tử e-transaction hay chữ ký số digital signatures thì giá trị hiệu lực ràng buộc các bên như thế nào và từ thời điểm nào, cả theo pháp luật Việt Nam và theo CISG ạ? Chắc là xin phép trả lời theo quy định của CSG thì các anh chị cũng thấy rằng CSG thì được ban hành từ năm 1980, khi đó thì chúng ta chưa hề có Internet, và vì vậy là trong CSG thì không có nhắc gì đến cái phương tiện điện tử cả. Tuy nhiên là các anh chị như tôi vừa giới thiệu thì các anh chị hoàn toàn có thể tham khảo cái ý kiến pháp lý của Hội đồng Cố vấn CSG. Ngay cái ý kiến pháp lý đầu tiên, ý kiến thứ nhất thì cũng đã nêu rất là rõ những cái nghiên cứu mà bù đắp cái thiếu sót này của CSG. Và trong cái ý kiến số 1 này thì người ta có các học giả có refer đến cái Ancestral Model Law on Electronic Commerce, tức là luật mẫu của Ancestral về về thương mại điện tử, cũng như là công ước của Liên Hợp Quốc về sử dụng các chứng từ điện tử trong các hợp đồng quốc tế năm 2005. Mặc dù Việt Nam chưa tham gia công ước này nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng, bởi vì đó cũng là những cái văn bản của Ancestral để giải thích và áp dụng cho cái hợp đồng quốc tế. Thì tóm lại theo những cái văn bản này thì trước hết là công ước viên công nhận giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử cũng như là các chứng từ điện tử và có giá trị tương đương như văn bản. Đấy là điều đầu tiên. Cái này cũng giống như pháp luật Việt Nam ạ. Cái thứ hai là trong câu hỏi của bạn có nói đến cái việc mình gửi purchase order hay là cái offer đến bên kia thì khi nào nó có hiệu lực, thì thuyết CSG cũng như pháp luật Việt Nam theo thuyết tiếp thu, và vì vậy cái thời điểm có hiệu lực là thời điểm cái offer đó hay cái purchase order đấy đến được đến cái server của người nhận đó. Thế thì vậy về mặt technical xác định như nào thì chắc chắn là chúng ta phải có những cái chuyên gia rồi đúng không ạ, đến cái server của người nhận. Thì các anh chị có thể tham khảo thêm cái opinion one của ý kiến pháp lý số 1 của Hội đồng Cố vấn của CISG ạ. À, đây anh Hợp, bây giờ mới Cảm ơn bắt cô đầu. Hằng, tôi xin lỗi, tôi vừa bị out một lát thì bị mất Ô, anh Hợp quay lại đây rồi, vui À, vâng, quá. xin lỗi, cô Hằng, và mình đang trong phần Q&A đúng không ạ? Vâng, Dạ vâng. cô Anh Hợp Hằng cứ cứ trả lời tiếp với câu hỏi mà có các bạn đã mới post lên đấy ạ. Vâng, cảm ơn cả. vâng, vẫn có một số câu hỏi khác. Anh, cái phần poll thì mình sẽ để sau 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 phần trả lời câu hỏi đúng không ạ? Chắc mình làm tiếp với câu hỏi đi, cái gì vì mọi người đang đã vừa bớt câu hỏi rồi, mình cứ làm tiếp câu hỏi cho xong đi. Thì còn cô Vâng. Hằng trả đến đến câu hỏi nào rồi, còn còn câu hỏi nào nữa thì Hiếu có thể nhắc cô được không, xong rồi mình đi tiếp. Dạ vâng, đây đi em sẽ đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Đấy là cho em hỏi trong hợp đồng mua bán áp dụng CISG có thể quy định về việc vừa phạt vi phạm vừa bồi thường thiệt hại không? Của bạn Kim Anh Nguyễn ạ. Này, chắc nhiều năm trả lời nhà Nam. Thực ra thì trong CSG thì nó không có quy định gì về bồi về cái phạt cả. Cái này thì tôi đã cố tình tôi không nói về cái này bởi vì nó dài quá, nó mất nhiều thời gian, tốn giấy mực quá.
cả phần của cô Hằng và cả phần của tôi đều có đề cập đến cái phần này. Tuy nhiên là trên thực tế thì nếu mà chúng ta áp dụng một cái nguyên tắc gap filling ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là CSG họ để rất là mở để cho các bên hoàn toàn có thể quy định với nhau về cái việc là các bên muốn bồi thường thiệt hại hay là muốn phạt hay là muốn cả bồi thường thiệt hại lẫn phạt, đúng không ạ? Tuy nhiên là các bên phải chú ý rằng là trong quá trình mà các bên xem xét cái CSG gap filling ấy, mà nó nếu nó rơi xuống dưới cái tầng tiếp theo mà nó lại rơi đến cái tầng của luật quốc gia, thì có một số luật quốc gia thì không cho phép cái việc phạt. Tôi nói ví dụ như là các cái quốc gia ở trong cái hệ thống common law như chính Singapore chẳng hạn hoặc là nước Anh, thì nếu như cái luật mà tiếp theo cái nguyên tắc tư pháp quốc tế mà nó dẫn chiếu đến cái luật quốc gia mà nó lại là cái luật của cái nước như vậy, ví dụ như Singapore chẳng hạn, thì các anh chị sẽ không 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 thể dùng cái việc phạt, bởi vì những nước quốc gia như là Anh hay là Singapore thì họ không cho phép phạt, đúng không ạ? Họ chỉ có damage thôi chứ nó không không có penalty. Là nếu phạt thì nó sẽ không enforce được, không 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 thực hiện được theo cái luật pháp của nước đó. Thế còn ngoài ra thì trong các cái quy định của các nước khác như là Việt Nam chẳng hạn, nếu như mà rơi vào luật Việt Nam là cái luật của cái private rule, tức là cái nguyên tắc tư pháp mà dẫn luật Việt Nam, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được cái này theo cái luật thương mại. Nếu tôi nhớ không nhầm, trong luật thương mại nó cũng quy định rất rõ, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. À, chắc là Em có câu hỏi. cô cụ mình muốn bổ sung một chút, vì thực ra là trong slide mình có nói đến cái này, thì đây là một cái vấn đề mà CSG không trực tiếp điều chỉnh, cho nên đây là một ví dụ mà tôi sẽ đưa ra trong phần gap filling. Thì liên quan đến chế tài phạt ấy, thì nó có ba cái gap như sau. Và trong một trong ba cái ghép này chính là câu hỏi của bạn đưa ra. Cái ghép thứ nhất là hiệu lực của điều khoản phạt hay điều khoản LD là như thế nào. Thứ hai là khả năng điều chỉnh giảm cái số tiền này, phạt hay LD này nếu quá cao so với thiệt hại thực tế. Và thứ ba là khả năng có áp dụng đồng thời LD và bồi thường thiệt hại hay không. Thế thì liên quan đến ba cái khoảng trống này ấy, thì ở đây về khoảng trống thứ nhất ấy, thì các đây là thì thường là chúng ta sẽ sử dụng luật quốc gia, bởi vì nó liên quan đến việc là như Tony vừa nói là có quốc gia công nhận hiệu lực của điều khoản này hoặc có quốc gia thì không, hoặc như Việt Nam chúng ta thì công nhận nhưng không được quá bao nhiêu phần trăm đó. Thì những cái vấn đề thuộc về hiệu lực của điều khoản này thì CSG sẽ không điều chỉnh mà sẽ thuộc luật quốc gia. Thế còn đối với khoảng trống 2 và 3 thì như cái án lệ của VIAC mà lúc nãy tôi nêu ra cho anh chị, đấy là tăng hoặc giảm cái khoản đấy xuống hoặc là có áp dụng đồng thời hay không ấy, thì các anh chị hoàn toàn có thể sử dụng bộ nguyên tắc của Unitra về hợp đồng thương mại quốc tế là PICC để lấp cái khoảng trống đó. Và trong cái án lệ mà tôi nêu ấy, thì hội đồng trọng tài cũng đã áp dụng PICC để mà điều chỉnh giảm cái khoản đó. Thế còn trong PICC người ta cũng quy định rất rõ rằng là chỉ áp dụng đồng thời cả phạt LD và bồi thường thiệt hại nếu các bên có thỏa thuận. Cái này rất đúng với cách tiếp cận của bộ luật dân sự hiện nay của chúng ta, là phạt và bồi thường chỉ áp dụng đồng thời nếu có thỏa thuận trong hợp đồng, còn nếu không thì chỉ áp dụng phạt, đúng không ạ? Tức là áp dụng phạt hoặc là LD đấy ạ, đúng không ạ? Thế thì ở đây tôi cũng đề xuất cái cách diễn giải tại theo cái bối cảnh luật Việt Nam CSG. Đó là bối cảnh chúng ta có chốt chặn 8% trong luật thương mại 2005 mà chưa biết bao giờ sửa, đúng không ạ? Và chưa có sự ghi nhận rõ ràng về hiệu lực của LD, thì cái giải pháp diễn giải của Việt Nam chúng tôi đưa ra sau khi nghiên cứu cái ý kiến pháp lý số, tôi không nhớ đây là ý kiến pháp lý số mấy, thì chúng tôi cũng đề xuất là trước hết là công nhận hiệu lực của các điều khoản phạt và LD, nhưng mà vẫn phải áp dụng cái 8% của luật thương mại, tức là công nhận nó như là một cái điều khoản có giá trị tương đương phạt. Và thứ hai là cũng có thể khả năng điều chỉnh mức phạt và cũng đồng thời là áp dụng phạt và LD đồng thời với bồi thường chỉ khi có sự thỏa thuận của các bên. Thì đây là ba cái đề xuất diễn giải điều khoản phạt
và LD trong bối cảnh áp dụng CISG tại Việt Nam. Thế thì cái này của chúng tôi cũng mong muốn đề xuất ra để có cái cách diễn giải và áp dụng thống nhất cái điều khoản này tại Việt Nam. Xin hết, không biết anh chị có hỏi thêm gì không ạ? Vâng, cảm ơn Vậy. cô Hằng và Tony. Và thời gian thì đã hết giờ mất rồi, nhưng mà chắc là xin phép các diễn giả thì có một số câu hỏi vẫn đang làm nóng diễn đàn, nên xin cô Hằng và anh đi Vâng, nói không lại một vài phút được không ạ? Có một câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Hoàng Nhân Ái cho em hỏi: trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Việt Nam và một nước thành viên khác lựa chọn luật áp dụng là luật của nước thành viên đó, vậy nhưng mà nội dung và hình thức hợp đồng vẫn được bảo lưu đối với bên Việt Nam chưa ạ? Đối với Việt Nam chưa ạ? Không hiểu rõ câu hỏi của bạn mình hỏi ý là gì. chưa chưa rõ câu hỏi của bạn Vâng, à, câu hỏi có lẽ nhờ 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 nhờ, nhờ bạn hoặc là chắc nhờ bạn sẽ email sau cho cô Hằng hoặc là cho Tony để trả lời được không ạ? vâng, nhờ bạn quan như nào có thể giải thích lại câu hỏi và mail lại một cho trực tiếp cho Tony và cô Hằng. Tiếp theo có bạn hỏi, bạn Đặng Kiều Giang hỏi cô Hằng có thể giải thích và ví dụ về quyền bảo lưu được không ạ? Quyền bảo lưu. Bảo lưu của các nước đối với CSG sáng cũng Chắc bảo là lưu quyền theo bảo điều lưu 95 và điều bảo lưu theo điều 96. có quá quốc gia đối với CSG đúng không ạ? Vâng, thế thì cái này cảm ơn câu hỏi của bạn Đặng Kiều Giang. Trong CSG thì có một số cái bảo lưu dành cho các quốc gia. Đó thì không biết là bạn Đặng Kiều Giang mong muốn giải thích về bảo lưu nào. Thì ở đây có một số bảo lưu về hình thức của hợp đồng, ví dụ như là Việt Nam đã bảo lưu, hay bảo lưu điều 1.1B như là Singapore đã bảo lưu, hay là bảo lưu chỉ áp dụng không áp dụng phần thứ hai của công ước viên, hay là bảo lưu chỉ về áp dụng chỉ một phần trên lãnh thổ của quốc gia nào liên bang mà thôi chẳng hạn. Như vậy thì có một số cái bảo lưu như vậy, và vì vậy khi mà áp dụng công ước thì các anh chị cũng nên nghiên cứu xem là Việt Nam và nước đối tác có thực hiện bảo lưu đó hay không, và nếu có thì chúng ta sẽ phải tôn trọng. Ví dụ như là ký hợp đồng với Singapore chẳng hạn, hay là với Trung Quốc hay với Hoa Kỳ, là ba quốc gia cũng là đều bảo lưu điều 1.1B, thì chúng ta cũng cũng rất nên lưu ý xem là có áp dụng hay không, có liên quan đến chúng ta hay không, để chúng ta xác định cái trường hợp áp dụng cho nó đúng. Này thì thực ra Việt Việt Nam là có áp dụng bảo lưu điều 96 ấy, thì chắc cô Hằng có thể lấy ngay ví dụ đấy cho bạn thì cũng được. Bạn muốn lấy một cái ví dụ tức là bảo lưu điều 12 nhưng mà theo điều 96 đúng không? Vâng, cái này chắc Nam giải thích rồi đúng không? Đúng rồi. Là chúng ta không công nhận các hợp đồng mà bằng lời nói, mà chỉ là hợp đồng bằng văn bản. Tất nhiên khái niệm văn bản thì rất là rộng, như tôi vừa nói đấy ạ, các hình thức thương mại điện tử như anh Nam nói Zalo, Viber, vân vân cũng đều được coi là hình thức tương đương văn bản ạ. Và CSG cũng có cách tiếp cận như vậy. Tuy nhiên là lời nói thì chúng ta không áp dụng ạ. Cảm ơn cô Hằng. Có mấy câu hỏi thì hơi có lẽ hơi phức tạp một chút, nhờ cô Hằng và anh Tony trả lời dùm. Có một bạn nick là admin hỏi thế này: nhờ các diễn giả phân biệt cho, theo Bộ luật dân sự có hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng, theo luật thương mại có hủy bỏ và đình chỉ hợp đồng, theo CISG thì có sự phân biệt như vậy không, và có khác gì với Bộ luật dân sự và luật thương mại không? Nếu có một vi phạm căn bản xảy ra, khi nào nên hủy bỏ và khi nào nên chấm dứt hoặc đình chỉ theo luật Việt Nam và CISG? Mời Tony trả lời đi, phần này của Tony. Ra thì CSG thì nó khá đơn giản, và tôi nghĩ là cái này nó là một cái đặc trưng của CSG, đó là nó dùng ngôn ngữ bài ngoại và nó dùng các cái concept nó đơn giản nhất có thể. Trong CSG thì nó không dùng những cái từ đao to búa lớn, nó dùng cái chữ avoid, tức là nó chỉ có một chữ đó thôi, là tôi không muốn thực hiện hợp đồng nữa thì tôi bảo tôi avoid cái hợp đồng đấy, đúng không ạ? Tiếng Việt chúng ta dịch là từ chối, không muốn tiếp tục thực hiện cái hợp đồng này nữa, đúng không? Thế thì cái đấy nó là điểm tương đối khác biệt đối với cả luật Việt Nam, hay thậm chí ví dụ như luật Anh chẳng hạn thì chúng ta dùng từ rescind, đúng không ạ? Trong chúng ta có một loạt các cái hậu quả khác nhau, đúng không ạ?
Thế thì trong CSG thì nó sẽ chỉ có về cơ bản thì cái concept cái khái niệm ở trong CSG thì nó sẽ theo cái điều, ví dụ như các bạn nhìn cái điều 26 là nó cũng nói về cái khái niệm là avoidance of the contract, đúng không ạ? Hoặc là điều 49 thì nói về cái avoidance nhưng mà trong bối cảnh của người mua. Hoặc là trong điều 51 thì nói về cái void mà toàn bộ cái hợp đồng. Đấy thì đấy là cái khái niệm duy nhất mà trong CSG nó dùng cho cái việc là chấm dứt hay là cái việc gọi là hủy. Thì đối với cả CSG thì nó theo cái nghiên cứu của chúng tôi là nó chỉ có cái quy định đó thôi. Thế còn ngoài ra thì cái việc mà ở trong luật chúng ta chúng ta có cái quy định ở luật Việt Nam đó là tạm dừng, đúng không ạ? Thì không biết là cái khái niệm tạm dừng đấy thì ở trong CSG thì nó có một cái tương xứng với cả cái đó, nó gọi là suspend, đúng không ạ? Tức là cũng là tạm dừng cái việc thực hiện hợp đồng. Ví dụ như trong điều 71 chẳng hạn thì nó cũng có cái quy định là một bên có thể tạm dừng cái thực hiện hợp đồng. Nó cũng tương đối giống với lại cái luật của chúng ta, chỉ có khác là luật chúng ta thì trong cái trường hợp của điều 71 ấy thì là họ có thể tạm dừng, sau đó họ có thể hủy. Còn luật Việt Nam thì chỉ có thể tạm dừng thôi. Thì đấy là cái sự tương đồng giữa luật Việt Nam với lại bên CSG. Còn cái sự khác biệt thì như tôi nói lúc nãy là cái sự hủy hay là sự chấm dứt thì đối với lại CSG nó là giống nhau. Thì nó không có cái sự phân biệt là hủy hay là chấm dứt. Chắc là tôi xin phép bổ sung, rất là đồng ý với Tony thì tôi bổ sung một chút là thực tiễn thì về mặt thực tế thì chúng ta có thể tưởng tượng là một bên có thể lựa chọn khi một bên vi phạm hợp đồng thì cái bên kia có thể lựa chọn việc là hủy toàn bộ cái hợp đồng đó, tức là có cả hồi tố về cái phần đã thực hiện hay là chấm dứt, tức là không thực hiện cái phần tương lai nữa nhưng mà cái phần đã thực hiện rồi có thể là vẫn vẫn có giá trị. Thì nó tức là theo tôi hiểu là khái niệm hủy ở CIG nó cover cả hai cái trường hợp hủy bỏ và chấm dứt trong bộ luật dân sự và hủy bỏ và đình chỉ trong luật thương mại đó. Thế thì căn cứ thì nó giống nhau ạ. Như vậy một cái phần câu hỏi của anh chị ở đây là trường hợp nào thì áp dụng cái gì, thì tôi nghĩ rằng là cái này CSG hay luật thương mại hay bộ luật dân sự cách tiếp cận nó giống nhau, đó là nếu như anh đã đảm bảo cái điều kiện để áp dụng đồng thời mấy cái chế tài đó thì là đấy là anh sẽ lựa chọn cái chế tài nào phù hợp với mình. Ví dụ ngay cả CSG các anh chị cũng có thể hủy bỏ toàn bộ hợp đồng bắt bên kia trả lại phần tiền, nhưng cứ có thể các anh chị cũng nói rằng thôi tôi phần hàng nào tôi nhận thì tôi nhận, tôi có thể sửa được phần hàng này nhưng phần hàng tương lai thì tôi hủy chẳng hạn, như vậy đúng không ạ? Thì cái này nó phụ thuộc vào việc vào cái tình tiết của cái hợp đồng đó, việc thực hiện hợp đồng đó cái có khả năng để hoàn trả lại hàng hóa hay không. Ví dụ có khi hàng về anh đã nhập vào kho, anh trộn lẫn với cái hàng khác rồi anh không thể trả lại được nữa, anh không thể xác định đâu là hàng của hợp đồng đó nữa thì anh không thể trả được đó. Thì có thể có những trường hợp anh không thể trả hàng được nữa thì anh sẽ không thể hủy bỏ, rất là khó để thực hiện hủy bỏ đối với cái phần hàng đó đó. Hoặc là hàng không còn nữa, anh đã bị không 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 bảo quản được nó. Thế thì tôi nghĩ rằng trường hợp này đây là sự lựa chọn của nguyên đơn, tức là cái người khởi kiện hay là cái người khiếu nại đấy ạ, xem là áp dụng chế tài nào cho nó phù hợp với mình ạ. Vâng, cảm ơn cô Hằng. Có một câu hỏi ngắn gọn là cô Hằng có thể giải thích một chút về quy định gì về giá ở trong CSG không? Của bạn Hoa hỏi trong CSG quy định gì về giá không? Cái quy định về giá trong hợp đồng ấy thì trong CSG ấy thì nếu mà nói về cái điều khoản này lúc nãy tôi cũng nói đến cái sự hình thành của hai cái điều khoản là điều 14 và điều 55 ở CSG, nó rất thú vị ở chỗ là các nước Pháp với Đức thì trước đây là quy định hợp đồng phải có giá thì mới có hiệu lực, đặc biệt là ở Pháp. Còn các nước common law thì nói rằng ôi hợp đồng của tôi open price contract, không không chưa cần quy định giá trong hợp đồng, cứ khi nào giao hàng thì mới có giá. Thế vì vậy là vào cái thời điểm đấy thì tại điều 14 các anh chị sẽ thấy là quy định rằng điều khoản giá là một cái điều khoản chủ yếu, tức là phải có trong một cái hợp đồng mua bán.
Tuy nhiên điều 55 thì nói rằng nếu như mà trong hợp đồng các bên chưa nêu rõ về giá thì có thể xác định giá theo theo cái giá thị trường tại thị trường liên quan tại thời điểm giao hàng. Thế thì đây là quy định mà rất phù hợp với thương mại quốc tế, và tôi có đi khảo sát một về cái hợp đồng cà phê thì tôi thấy rằng ngay cả các bà con nông dân ở Việt Nam chúng ta trồng cà phê và bán cà phê cũng biết mở điện thoại ra để xem giá của thị trường cà phê ở ở châu Á là như thế nào. Và như vậy tôi mới hiểu rằng à, cái CSG nó đi rất đúng với thực tiễn thương mại. Đó là mình sẽ giao hàng, tôi giao hàng cho anh theo một cái giá mà các bên thường trong cái lĩnh vực kinh doanh đấy họ refer đến. Cà phê thì có giá của cà phê, bông thì có giá của bông, gạo có giá của gạo. Đấy là những cái mặt hàng mà rất là phổ biến, nhưng tất nhiên anh các anh phải có một cái giá để làm reference. Thế còn đối với mặt hàng mà đặt hàng chế tạo thì không như thế được, đúng không ạ? Nhưng mà đối với mặt hàng mà thường xuyên đã mua bán mà trên trên trong thương mại quốc tế thì luôn luôn các anh chị có giá reference vào mọi thời điểm. Đấy, thì cái này cũng rất là thú vị, thì các anh chị cũng sẽ thấy nó rất là đúng với thực tiễn thương mại. Cảm ơn cô Hằng. Diễn đàn thì vẫn còn nóng nhưng tôi xếp được có còn 3 câu hỏi còn lại. Tôi xếp được nhờ cô Hằng mà tôi trả lời nốt và mình xin đóng diễn đàn ở đây bởi vì không thể nào mà giữ diễn giả đến 12 giờ đêm được. Mặc dù bạn còn rất nhiều câu hỏi, còn những câu hỏi nào khác thì chắc đề nghị các bạn có thể email cho chúng tôi sẽ cố gắng chuyển được các diễn giả và tìm cách trả lời các bạn như có thể. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thảo Hoàng là về gap filling, có tranh chấp và có một vấn đề mà CSG lại không quy định thì các bên phải có nghĩa vụ tìm và viện dẫn để áp dụng các nguyên tắc chung được thừa nhận như là PICC, Incoterms. Nhưng nếu các bên lại không làm được như vậy, không tìm được nguyên tắc chung, thì trọng tài viên và thẩm phán sẽ xử lý như thế nào? Câu này nhờ anh Hợp trả lời. Anh Hợp ơi, anh Hợp trọng tài Tôi trả lời luôn, và tôi viên. trả lời nhanh cho bạn về các trọng tài viên thì về nguyên tắc trọng tài là các bên phải chứng minh cái cơ sở pháp lý của claim của mình. Thế tôi là trọng tài viên, tôi hỏi là cơ sở pháp lý của bạn là gì, và nếu bạn không trả lời được câu hỏi đấy thì các bạn 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 không bạn không thắng kiện thôi. Tôi có gì nó rất đơn giản như vậy đâu, bạn còn phải nghĩa vụ làm việc đấy. Thứ trọng tài viên hoặc thẩm phán không có nghĩa vụ đi tìm cơ sở pháp lý hộ bạn. Thì tôi nghĩ là đây là nguyên tắc chung tất nhiên, đúng không? Còn bao giờ có những ngoại lệ, nhưng tôi nghĩ về mặt nguyên tắc chung là như vậy. Cảm ơn cô Hằng. Hỏi tiếp theo của bạn Long Nguyễn là điều 25 có bị mâu thuẫn với pháp luật Việt Nam lắm không ạ? Bởi trong hợp đồng mua bán chẳng hạn thì nghĩa vụ giao hàng là nghĩa vụ đương nhiên là chủ yếu và là chủ yếu. Đặc biệt là với hàng hóa dễ hỏng như thực phẩm hay nước cam trong ví dụ, chắc anh Tony đưa ra ví dụ đấy. Nếu như vậy thì có thể hiểu rằng là khi ra kết hợp đồng thì các bên luôn phải quy định thế nào là vi phạm cơ bản không ạ? Bởi nếu không chứng minh được bên kia biết được sự vi phạm sẽ dẫn đến một vi phạm cơ bản thì lại bị coi là không vi phạm cơ bản. Đó. Và không được chấm dứt hợp đồng. Thì có thể nhờ anh Tony hay là cô Hằng giải đáp cho Hoàng này. Chắc cái này nó thuộc về cái phần mà tôi đã cố tình bỏ qua vì nó dài quá. Nhưng mà bởi vì bạn đã hỏi thì tôi cũng xin phép trả lời thôi, coi như là trả lời luôn. Đó là vấn đề về vi phạm cơ bản ấy. Có thể nói là trong cái bối cảnh của luật Việt Nam thì chúng tôi đã nghiên cứu nhiều và vì tham gia rất nhiều vụ kiện thì chúng tôi thấy là cái vi phạm cơ bản trong luật Việt Nam nó không có sự diễn giải một cách cụ thể. Trên thực tế là có rất nhiều các cái gọi án lệ thì cũng không phải, tức là các cái vụ kiện và các bản án ở Việt Nam thì kết quả của mỗi nơi nó đều khác nhau. Tuy nhiên ở trong các cái hệ thống luật nó đã phát triển, ví dụ như luật Anh chẳng hạn, thì những cái vi phạm cơ bản nó được nó có những cái bài test nó rất là rõ rệt, rất là rõ ràng là như thế nào thì nó được gọi là cơ bản. Tôi nói lấy ví dụ, tôi lấy cái ví dụ từ luật Anh trước để sau đấy tôi chiếu vào trong CSG ta sẽ thấy rất là rõ. Ví dụ như là trong luật Anh thì nó có sẵn hai cái loại điều kiện, một loại điều kiện gọi là condition và một loại điều kiện gọi là warranty. Nếu cái gì mà thuộc loại condition thì nếu mà anh vi phạm cái đó thì anh vi phạm cái cơ bản. Tức là tự nó đã phân chia ra trong cái các cái loại nghĩa vụ, nó đã chia ra hai cái loại nghĩa vụ rồi. Đó là một cái loại nghĩa vụ, nó là cái nghĩa vụ cơ bản, nó là một cái material, hay là trong trong cái chúng ta thì hay gọi là fundamental, đúng không ạ? Tức là nó cũng có tính chất là cơ bản hoặc chính yếu ấy. Thế còn trong thế thì làm sao để chúng ta phân biệt được như thế nào là cơ bản? Thì trong cái bối cảnh của hàng hóa thì nó sẽ có những cái nó sẽ có những cái thường hay hay gặp như sau. Ví dụ như là về tiền,
tôi không trả tiền thì bao nhiêu tiền mà tôi không trả thì gọi là cơ bản, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi cũng không trả nhưng mà trong cả một cái hợp đồng, nó là một cái hợp đồng định hạn rất là dài, rất là nhiều hàng hóa như thế này, trả trả theo ví dụ 1 năm, tôi trả cho từng cái đợt hàng hóa, mỗi đợt là 1 tháng, thì nếu như tôi không trả một lần thì cái đấy đã gọi là vi phạm cơ bản hay chưa? Đấy, thì CSG nó cũng đã giải quyết một số các cái vấn đề như vậy. Ví dụ như là vi phạm cơ bản nó có thể là vi phạm theo từng phần. Cái phần này đối với cả cái phần đó là được gọi là vi phạm cơ bản, nhưng mà nó vẫn không phải vi phạm cơ bản cho toàn bộ cái hợp đồng đó. Nó chỉ là vi phạm cho một cái shipment hay là một cái đơn hàng đó thôi. Đấy, hoặc là với cả cái trường hợp là hàng hóa mà có cái không không phù hợp chẳng hạn, thì mức độ không phù hợp như thế nào thì có thể gọi là vi phạm cơ bản. Thì đối với cả cái CSG thì cái hàng hóa mà nếu như mà anh có thể sửa chữa được, anh có thể thay thế được, hoặc là anh có thể gọi là có cái điều kiện để anh fix được nó, anh xử lý được nó, thì cái đấy chắc chắn là không phải là vi phạm cơ bản. Bởi vì là anh hoàn toàn có thể cho bên kia một cái cơ hội để họ thay đổi hoặc sửa chữa, đúng không ạ? Thế nhưng trong những điều kiện như này thì nó sẽ trở thành vi phạm cơ bản. Ví dụ như trong hợp đồng nó có một cái quy định, nó nói rằng là time is of essence, tức là thời gian là cực kỳ quan trọng. Nếu anh không giao hàng vào cái lúc này thì có nghĩa là anh tôi không thể nào thực hiện được cái công việc của tôi, và đó là cái kỳ vọng cơ bản của tôi khi tôi ký hợp đồng. Thì nó có một cái ví dụ về cái bộ chân không nhiệt ở Bắc Cực. Cái ví dụ này chúng tôi rất hay đem ra làm ví dụ, bởi vì bình thường ra thì một cái việc giao hàng hơi chậm một tí, ví dụ như là chậm 5-10 ngày hay là 1-2 tuần, nó không phải là một vi phạm cơ bản. Đấy, nguyên tắc chung thì nó chắc là để tôi share cái này lại thì sẽ các anh chị sẽ dễ có cái hình dung hơn ạ. Không biết là các anh chị có nhìn thấy cái này không ạ? Thì vi phạm cơ bản nó có một cái đây. Đấy, thế nếu như ví dụ như là những cái trường hợp sau đây thì nó sẽ có gọi là vi phạm cơ bản đấy. Ví dụ như tuyên bố là không thanh toán hay không nhận hàng. Thế nhưng mà những cái trường hợp mà hợp đồng nó chưa được gọi là vi phạm cơ bản, thì ví dụ như là đây nó không có các cái đây, ví dụ như là cái người mua Canada và người bán ở Mỹ, đúng không ạ, ký một cái hệ thống cách nhiệt chân không, thì thực ra bình thường ra nó sẽ không phải vi phạm cơ bản nếu nó chỉ là giao hàng chậm một cái thời gian ngắn. Thế tuy nhiên trong cái tình huống này thì bởi vì cái người mua ấy họ chỉ có thể lắp đặt được cái hàng hóa đó cho một cái cơ quan là Bộ Quốc phòng của Canada trong một thời gian duy nhất ở Bắc Cực, bởi vì là nếu qua cái thời gian đấy thì 1 năm nữa họ mới có thể lắp lại được. Cho nên là gần như nếu như họ không nhận được hàng vào thời điểm đấy thì coi như cái hàng đấy không còn giá trị nữa. Đấy, thế thì nếu như mà cái người mua họ đã thể hiện được cái yếu tố giao hàng về mặt thời gian là rất quan trọng đối với họ, gọi là time is of essence, thì nó trở thành ra là vi phạm cơ bản nếu như mà anh vi phạm đúng vào cái điều đó. Cho nên nó phụ thuộc rất nhiều vào cái communication và cái trao đổi giữa các bên với nhau để thể hiện được với nhau rằng là đây là một yếu tố cơ bản đối với tôi. Thì khi mà đem ra tranh chấp thì hội đồng trọng tài họ sẽ xem xét các yếu tố đó để họ xem xét theo cái ý nghĩa của cái điều 25 là một cái vi phạm có gọi là cơ bản hay không, nếu như mà nó tước đoạt cái lợi ích cơ bản, đúng không ạ? Nó gọi là deprive him of what he is entitled to expect, có nghĩa là tôi kỳ vọng, tôi chờ đợi vào cái hợp đồng này chỉ là để cho cái đó là chính yếu thôi, mà tôi bị tước đoạt khỏi cái đó thì cái đó sẽ trở thành cơ bản, đúng không? Trong cho nên là nó sẽ phụ thuộc vào cái bối cảnh cụ thể. Có bối cảnh này có thể nó không phải cơ bản, nhưng mà trong bối cảnh khác nếu như mà nó đầy đủ các cái yếu tố như chúng ta vừa mới thấy trong ví dụ vừa rồi thì nó sẽ là vi phạm cơ bản. Tôi xin lỗi là tôi bỏ cái sharing vậy. Đã không biết là đã trả lời câu hỏi cho bạn chưa? Vâng, cảm ơn anh Tony rất nhiều. Nghĩ thế là có một câu hỏi nữa thì cô Hoàng đã trả lời trực tiếp trên mục chat rồi, cho mình không cần phải xử lý nữa. Ít câu hỏi nào của các bạn trong cái lúc tôi bị mất internet, bị xóa tất cả các message thì tôi xin lỗi, và các bạn có thể email lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng giải và để trả lời các bạn. Bây giờ thì thời gian cũng gần hết rồi, có lẽ xin mời cô Hằng có điều gì kết thúc phần trình bày của Hoàng và Tony trước khi tôi chính thức bế mạc seminar ngày hôm nay. Mời cô Hằng. Vâng, rất là cảm ơn anh Hợp đã cho em cho cô Hằng nói một vài lời kết luận. Rất rất là cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Hợp, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cái chủ đề này. Thực ra có lẽ là sau khi nghe cái chủ đề này, nếu những bạn nào hay những anh chị nào mới nghe CSG
lần đầu chẳng hạn, thì có thể anh chị sẽ cảm thấy là ôi nó sao phức tạp thế, nó mệt mỏi thế, toàn những khái niệm mới, sao khó thế, hay và liệu mình có cần có nên áp dụng không. Cô Hằng nói là có thể loại trừ nó, thế thôi ta loại trừ quách đi, ta chẳng áp dụng nữa. Thế thì có lẽ tôi cũng sẽ phải nói là vòng về cái câu chuyện bottom up interpretation, và nó cũng liên quan đến câu hỏi của bạn Nhi Rebecca, là nếu trong hợp đồng không có điều khoản luật áp dụng thì sao. Thì thưa các anh chị là cái công ước này chúng ta tham gia bởi vì 80% hợp đồng của chúng ta không có quy định gì về luật áp dụng. Và đối với 80% đó thì CISC nó sẽ thành cái bệ đỡ pháp lý để hai bên không có tranh cãi nhau là ôi áp dụng luật Việt Nam hay áp dụng luật nước tôi, nước Anh, nước tôi, mà các bên sẽ áp dụng một cái luật chung này. Và như vậy các anh chị thấy là cái CISC này nó sẽ là lợi ích hiệu quả hầu hết là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, khi chúng ta không thể đàm phán hoặc không thể có pháp chế pháp lý để đàm phán về điều khoản được áp dụng. Và có một cái xu hướng có thể các anh chị đang nghĩ trong đầu là thôi chúng ta loại trừ nó, chúng ta sẽ áp dụng luật Việt Nam, trọng tài Việt Nam hay tòa án Việt Nam rồi sẽ quay về luật Việt Nam thôi. Thì thưa các anh chị, đấy không phải là cái xu hướng để chúng ta hội nhập, đấy cũng không phải là xu hướng để chúng ta chơi cái luật chơi chung. Và nếu như các anh chị có ngại ngần thì đấy là điều bình thường, bởi vì tìm hiểu một nguồn luật mới bao giờ cũng sẽ vất vả. Nhưng thưa anh chị, đây là cái nguồn luật mà cái việc tìm hiểu nó rẻ nhất trong tất cả các nguồn luật, bởi vì không có một cái gì, cái nguồn luật nào mà các anh chị lại có tất cả những nguồn luật miễn phí như là chúng tôi đã giới thiệu các anh chị website của Unseature, của Pace University, tất tần tật các bài viết, các án lệ các anh chị truy cập miễn phí, không mất một đồng nào cả. Và ở Việt Nam thì các anh chị có thể tham khảo website và fanpage của CISGVN, thì chúng tôi thành lập để dành cho người Việt Nam. Vậy thì các anh chị sẽ thấy rằng là cái lợi ích của công ước này nó không thể một trong hai ngày, một ngày hai ngày, mà nó sẽ là thời gian rất dài. Và chúng tôi cho rằng nếu các anh chị có cái sự ngần ngại và muốn loại trừ công ước viên thì là điều bình thường, bởi vì cái điều này đã xảy ra ở rất nhiều các quốc gia thành viên, đặc biệt là tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, có cả Đức, cả quốc gia châu Âu, và ngay cả ở Trung Quốc cũng như vậy. Đầu tiên người ta ngại áp dụng, người ta loại trừ, nhưng xu hướng hiện nay là càng ngày người ta càng thấy rằng là việc áp dụng nó sẽ tốn, sẽ giảm cái chi phí pháp lý đi rất nhiều. Thay vì các anh chị phải cãi nhau về luật áp dụng, thay vì các anh chị phải nghiên cứu luật của rất nhiều các nước đối tác, thì giờ các anh chị có một cái mà Tony vẫn nói là cái bánh mì ngôn ngữ, giống như là cái bánh mì của Doraemon, là các anh chị có cái công công cụ này, các anh chị học cách diễn giải áp dụng đi, thì các anh chị sẽ nói một lời là tất cả đối tác họ sẽ hiểu. Đấy là điều rất là tuyệt vời. Tất nhiên là cần thời gian để tìm hiểu, nhưng mà trong cái quá trình đó thì chúng tôi sẽ luôn ở đây để cùng đồng hành các anh chị, hỗ trợ pro bono, trả lời mọi ý kiến của các anh chị để thúc đẩy cái áp dụng công ước này. Và Bộ Công Thương cũng có một cái đề án để phát triển công ước này tại Việt Nam, và Trường Đại học Ngoại thương cùng với Đại học Luật Hà Nội cũng đang soạn cái giáo trình để giảng dạy CSG cho cử nhân và thạc sĩ. Thì có lẽ là sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi, và cái số lượng người tham dự hội thảo hôm nay anh Hợp ạ, là cũng là minh chứng để thấy mọi người quan tâm rất là nhiều rồi, và chúng tôi cũng sẽ rất happy về điều đó. Và cuối cùng thì cũng chúc cho cộng đồng GS ngày càng phát triển, vào GS 111 sẽ có thật nhiều thành công, tuyển được nhiều bạn rất là tốt, và cô Hằng thì sẽ cam kết tiếp tục tham gia để đồng hành cùng các bạn GS. Và anh Hợp có lẽ là cũng chưa có nhiều thời gian nói về GS, nhưng mà cái GS không chỉ là một nơi để cung cấp kiến thức như cái webinar ngày hôm nay, mà còn là nơi để truyền cảm hứng cho các thế hệ luật sư trẻ tương lai. Đó là điều cực kỳ tuyệt vời, mà tôi nghĩ rằng anh Hợp là người đầu tiên tạo ra cái cộng đồng này. Và một cái webinar này tôi cũng hy vọng rằng không chỉ là truyền kiểu cảm truyền truyền kiến thức, mà cũng là truyền được đến cho các anh chị cái tình yêu đối với CISG, hay là ít nhất là các anh chị cũng có mong muốn tìm hiểu nó. Thế là tôi đã thấy thành công rồi ạ. Em xin hết ạ. Em cảm ơn anh Hợp, nói hơi dài nhưng mà Rất nhiều và đúng là rất là truyền cảm hứng. Cảm ơn cô. Tony có chia sẻ gì trước khi chúng ta đóng buổi seminar không anh Tony? tôi thì sẽ À, cố phải gắng là nói. Dạ vâng, cảm ơn anh Hợp. Rất là cảm ơn anh Hợp đã mời và tổ chức ra cái buổi này. Tôi xin phép nói rất là ngắn gọn với tư cách là một luật sư thôi, chứ không phải là với tư cách một trọng tài viên.
đó là nếu như mà các anh chị chúng ta là những đồng nghiệp luật sư hoặc là đồng nghiệp luật sư trong tương lai mà chúng ta liên quan đến các vấn đề mua bán hàng hóa quốc tế hoặc thậm chí là các cái hợp đồng xây dựng hay là dịch vụ quốc tế thì không sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ phải đụng chạm đến các vấn đề then chốt và cốt yếu của CSG. Cho nên là chúng ta ở đây chúng ta đều được học một cách miễn phí. Thực ra là CSG ở Việt Nam là được học miễn phí và cả trên toàn thế giới người ta cứ có cái gì có tiền là người ta xin về được hết. Những cái người mà gạo cội của CSG họ đều xin về và sau một thời gian thì tất cả mọi thứ của CSG đều miễn phí. Vì vậy cho nên là chúng ta có một công cụ cực kỳ tốt và rất mong là mọi người hãy cố gắng tận dụng cái công cụ đây để trở thành một cái luật sư thực sự là rắn giỏi và đứng vững khi mà chúng ta giao lưu với cả các cái luật sư quốc tế. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn anh Thuân Ly, cảm ơn cô Hoàng Thúy Thi. Thay mặt cho cộng đồng GS và tất cả những người tham gia buổi tối hôm nay, tôi xin rất là cảm ơn. Gọi một cách chính thức và trịnh trọng thì là Phó Giáo sư Tiến sĩ trưởng khoa Nguyễn Minh Hằng, cũng như là luật sư trọng tài viên, hòa giải viên, rất nhiều chức danh khác của anh Tony. Nhưng tôi nghĩ là trong cộng đồng GS thì nó thân mật lắm, nó không 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 formal như vậy, gọi thân thương là chị Hằng và anh Tony thôi, đơn giản vậy. Thì Em thật thích còn thân rất là cảm và rất cảm ơn chị Hằng và anh Tony đã dành thời gian rất là quý báu ra chia sẻ. Tôi nghĩ là tôi chỉ có một điều muốn nói thôi, và tôi nghĩ rằng là của ngày hôm nay tôi học được rất là nhiều. Và một cái điều tôi thấy rất mình liên tục là bởi vì liên tục các anh chị nói là khác với luật Việt Nam. Tôi nghĩ này điều rất là tôi nghĩ không phải chỉ là quan trọng mà là nghiêm trọng, bởi vì nhiều khi mình học luật Việt Nam nhiều quá mình cứ nghĩ là cuộc đời cái gì đó cũng vậy, mình cứ khi mình chẳng nghĩ là Việt Nam mình nghĩ là nó phải như thế mới đúng, cái tư duy mà phải như thế mới đúng nó bị thấm nhuần quá sâu ở trong đầu óc mình rồi. Chứ khi mình ra thị trường nước ngoài mình cứ lái xe theo ở Việt Nam mình lái xe thế nào mình ra nước ngoài mình cứ lái xe như thế thì tôi nghĩ là rất là nguy hiểm. Nhưng tôi đi nói là có lẽ đêm lúc đó mình phải mở miệng ra là không phải là bộ luật dân sự, mở miệng ra không phải là thương mại, mở miệng ra là phải nói CISG rồi, đấy là nó phải đến mức như thế thì mình mới về không. Những cái giá trả sẽ rất là đắt, cái giá trả là lái xe ra nước ngoài mà là cứ lái theo kiểu Việt Nam thì cái giá sẽ rất là đắt cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ đấy là một cái điều chúng ta cần tỉnh ngộ và hiểu nó ngay từ bây giờ. Tôi nghĩ là trong 2 tiếng ngày hôm nay thì chắc chắn là cô giỏi đến mấy giỏi, nhưng mà cô Hằng với cả anh Tony không thể biến chúng ta thành chuyên gia về CSG được trong 2 tiếng được, nhưng ít ra nó cho chúng ta một cái sự khởi đầu. Truyền cảm hứng như cô Hằng nói, chúng ta phải phải thực sự muốn hay không muốn, yêu thì tôi cũng chưa biết cô Hằng ạ, nhưng mà chúng ta phải nó đó. Đấy là mình được bắt buộc, đúng không? Còn yêu hay không chắc là dần dần thì mình, nhưng mà mình nhưng mà thực tế mình không thể né tránh được, bởi vì nếu mình né tránh nó thì mình phải trả giá cho nó. Đó. Thì tôi rất là cảm ơn hai diễn giả đã bỏ thời gian quý báu với đến với chương trình. Cảm ơn tất cả các bạn đã ngồi với cả chương trình đến tận 8 giờ tối ngày ngày hôm nay. Các bạn có một ngày rất là dài rồi mà vẫn bỏ thời gian ra với chúng tôi thì rất là trân trọng và cảm ơn các bạn. Ngoài ra thì chương trình cũng đã được được record lại và sẽ có được chiếu lại, có thể xem lại trên Facebook page của GS Hà Nội, tôi hiểu thế. Thì các bạn có thể truy cập lại nếu các bạn muốn. Và cuối cùng, một món quà cuối cùng mà hai diễn giả muốn gửi đến cho các bạn là một bài hát. Tôi cũng điều này tôi không biết, bây giờ tôi mới biết là có một cái bài hát về CSG. Và hình như là nó, không biết là anh Tony có thể giới thiệu một đôi điều, tôi chưa bao giờ nghe cái bài hát này, bây giờ ai sáng tác và theo phổ nhạc điệu bao nhiêu, điệu gì, tiếng gì tôi không biết. Và sau khi anh Tony giới thiệu xong, tôi sẽ bật cái YouTube đó để bật lắng nghe và sau đó chúng ta sẽ có thể lần được lời hội thảo. Cảm ơn dự cảm một lần nữa và cảm ơn các bạn. Mấy Tony ạ. Vâng, cảm ơn anh Hợp. Thực ra cái bài hát này thì nó cũng được sáng tác cũng khá lâu rồi. Ngay từ khi mà CSG nó được ra đời thì có một cái giáo sư tên là Flexner, ông ấy ở Úc. Ông ấy rất là thích cái CSG này và ông ấy đã sáng tác ra, ông ấy đem biểu diễn ở khắp nơi trong các cái hội thảo của CSG. Tuy nhiên cái điều gọi là hấp dẫn và đẹp nhất của cái bài hát này đó là nó nhắc đến hầu như tất cả các cái nguyên tắc mà chính yếu của CSG ngay trong lời từ của bài hát. Thế nếu mà các anh chị mà nghe từ nãy đến giờ cô Hằng nói rồi nghe từ nãy đến giờ tôi nói và chia sẻ thì các anh chị sẽ thấy từng cái lời đó nó được thể hiện trong lời bài hát. Rất là hay. Nếu mà các anh chị cứ cứ xem cái bài hát mà nó có cả lời ấy thì cái lời nó đem lại cho chúng ta rất nhiều các cái vừa thi ca nhưng mà cũng là vừa những cái cảm nhận để chúng ta giữ lại trong 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 người chúng ta về những cái yếu tố của CSG mà nó rất là đặc biệt và rất là hấp dẫn. Vâng, cảm ơn Johnny và tôi xin bây giờ bật cái link YouTube này để gửi đến các anh chị và các quý vị các bạn bài hát này và chúc các anh chị và quý vị một buổi tối vui vẻ bên người thân. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, cảm ơn Hoàng, cảm ơn anh Johnny. Cảm ơn. Cảm ơn.
À, cảm ơn mọi người. Hợp ơi, mọi người không nghe rõ lắm anh Hợp ạ. Chắc là do tín hiệu yếu ạ. Gần như là nó không lên ấy. Không biết tại sao. Alo. Chắc là mình sẽ gửi link cho mọi người để mọi người nghe được không anh Hợp? Gửi link cho mọi người nhá. Dạ. Nó cứ bị vang ấy, vâng, nó vang, nó không nghe được cái gì. Nó cứ chấp chờn. Thank you.
cảm ơn tất cả anh chị. Tôi xin lỗi các tiếng chắc âm thanh nó không được tốt lắm, bởi vì là kết nối qua YouTube. Tôi sẽ share lại cái như các bạn đã share cái link rồi trên đây. Anh Tony đã share cái link của bài hát đây rồi, mình có thể xem được cái bài hát đó ở trên mạng YouTube của mình, đúng không ạ? Vâng. Thôi một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn cô Hoàng, cảm ơn anh Tony một lần nữa, và chúc mọi người một buổi vui vẻ. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Hợp nhiều nhé, cảm ơn bạn Hiếu nhiều nhé. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Rồi, bye bye. Chào Hằng nhé. Cảm ơn anh Hợp. Bye bye. Rồi, cảm ơn nhé. Rồi, bye bye. Rồi. Bà Hiếu nhá, chào rồi sau. Thank you Hiếu.